Và trước khi FPT Polytechnic kỳ vọng các bạn sẽ có một sự nghiệp thành công của chính mình, thì chúng tôi rất mong muốn kỳ vọng gieo những cái mầm vươn lên dành cho tất cả các bạn. Đó chính là một sự tự tin, chúng ta cũng làm được. Và ngày hôm nay là một sự kiện talk show, một sự kiện gieo mầm cho những ý tưởng, cho những khát vọng startup của các bạn thông qua câu chuyện chia sẻ của hai nhân vật. Nhân vật đầu tiên là một người ngày đêm trăn trở để làm như thế nào tạo những môi trường trải nghiệm tốt nhất cho các bạn. Và một nhân vật thứ hai là một case study rất cụ thể, một triệu phú công nghệ, một người đã thành công lập nghiệp trên đất Mỹ. Và ngày hôm nay anh ấy đã đến đây để lan tỏa cùng với tất cả chúng ta. Và các bạn, không biết là chúng ta đã sẵn sàng để chào đón họ chưa? Sẵn sàng. Chúng tôi muốn tinh thần lớn hơn nữa, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng ạ, và với tinh thần đó thì ngay bây giờ các diễn giả của chúng tôi cũng sẽ rất sẵn sàng. Và hãy dành cho họ một đôi phút chuẩn bị để có thể bước lên sân khấu. Tuy nhiên vào những giây phút đầu tiên đầy trang trọng này thì chúng tôi cũng muốn dành để có thể giới thiệu về sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý đã quan tâm hưởng ứng và đồng hành cùng với chương trình. Xin được giới thiệu về phía trường cao đẳng FPT Polytechnic, xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Nam, trưởng ban đào tạo. Xin được trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Hải Yến, chủ nhiệm môn kinh tế. Xin được trân trọng giới thiệu cô Phan Thị Việt Hà, chủ nhiệm bộ môn khách sạn du lịch. Xin được trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Như Quỳnh, chủ nhiệm bộ môn thương mại điện tử. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Hữu Thiện, chủ nhiệm bộ môn công nghệ thông tin. Xuất hiện các idol đúng không ạ? Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đặng Quang Minh, chủ nhiệm bộ môn phát triển phần mềm. Và về phía đơn vị Fastpoint Marketing, xin được trân trọng giới thiệu chị Thảo Nghiêm, Marketing Media Manager. Xin được trân trọng giới thiệu chị Ly Lê, Product Manager. Và chắc chắn rồi, sẽ thật sự là thiếu sót nếu như không nhắc tới một thành phần vô cùng quan trọng, những người sẽ tạo ra không khí của buổi talk show ngày hôm nay. Đó là gần 200 sinh viên của FPT Polytechnic cũng hiện diện trong sự kiện của chúng tôi. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể các bạn. Vâng ạ, và bây giờ sẽ là khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Nhưng mà trước khi giới thiệu về hai nhân vật này thì Linh cũng muốn hỏi mọi người, đấy là mọi người thích tiền đầy ví hay là tình đầy tim ạ? Thích cả hai ạ? Hay là thích một thôi ạ? Vâng, và ngày hôm nay các bạn sẽ có cả hai, bởi vì chúng ta có tới 2 triệu phú. 1 triệu phú đại diện cho tình yêu, còn 1 triệu phú đại diện cho tiền bạc. Và tất cả họ đều là những người sống rất hạnh phúc. Và những câu chuyện của họ chắc chắn sẽ cùng lan tỏa với chúng ta. Bây giờ hãy cùng chào đón hai nhân vật của chúng ta. Người đầu tiên là một người thầy mà đã nỗ lực rất nhiều để tạo những hoạt động cho các bạn, như chúng ta cũng biết. Đã kết nối rất nhiều các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, và đặc biệt còn tận tâm trả lời từng inbox của sinh viên. Và đó là ai ạ? Vâng, chữ T, có một chữ T đúng không ạ? Và xin được mời thầy Vũ Trí Thành, hiệu trưởng cao đẳng FPT Polytechnic. Vâng, và một nhân vật tiếp theo không để các bạn chờ lâu hơn nữa, một startup công nghệ, một triệu phú thành công trên đất Mỹ và là một người Việt Nam rất tự hào của chúng ta, xin được giới thiệu CEO Vương Phạm. Vâng ạ, xin được mời anh sẽ cùng di chuyển lên ạ. Bây giờ các bạn ạ, tôi nghĩ là nhiều người cũng mong muốn là có được một cái vị trí ngồi như tôi, ngồi cạnh với 2 triệu phú ạ. Mọi người thấy không ạ? Cái hương thơm của 2 triệu phú nó cũng khác với người bình thường. Vâng ạ, và có lẽ là thời điểm đầu tiên này thì em cũng muốn dành một khoảng thời gian để cho thầy Thành và anh Vương gửi lời chào đến tất cả các bạn đúng không ạ? Những tràng vỗ tay không chỉ là thể hiện của tuổi trẻ nhiệt huyết đâu mà còn biết bao sự kỳ vọng dành cho chúng ta. Đầu tiên thì xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp em có 2 chiếc mic lên cho 2 vị diễn giả đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lời chào của thầy Thành và anh Vương. Xin mời. Xin gửi lời chào đến tất cả các thầy cô, các vị khách quý, cũng như là toàn thể các em sinh viên FPT Polytechnic có mặt hội trường hôm nay. Thì Vương xin chào các bạn. Thì Vương lên YouTube thì Vương nói nhiều lắm, nhưng mà Vương đứng trước mọi người thì Vương hơi ngại nha. Có gì nói câu nào sơ sót mong mọi người bỏ qua. Rồi, kính chào mọi người. Chào các thầy cô.
Vâng ạ, rất là khiêm tốn. Và thầy Thành ạ, tại sao trên Facebook của thầy khi mà giới thiệu về sự kiện ngày hôm nay thì thầy lại nói là sẽ có 1 triệu phú công nghệ và 1 triệu phú tình yêu cho các sinh viên Việt Nam, thì tại sao lại như vậy hả thầy? Thực ra là cái câu đó là khi mình quảng cáo về Vương thì tự nhiên ban tổ chức lại để hình của thầy ở bên trái, mà nhìn thấy hình bên kia là triệu phú rồi, nhiều tiền rồi. Thầy nghĩ mãi, thế thầy bảo nếu mà một bên là có tiền thì bên này phải có tình. Và đó chính là cái tình yêu dành cho tất cả các sinh viên FPT Polytechnic. Mà thầy thì đang ngồi Hà Nội, mà các sinh viên của trường thì có mặt ở 12 tỉnh thành phố. Chúng ta có cơ sở đào tạo 12 tỉnh thành phố tại Việt Nam. Và các bạn đến từ các miền khác nhau. Cho nên là với cái số lượng sinh viên cỡ khoảng 50.000 sinh viên thì đó là một cái số lượng khá là lớn. Cho nên thầy có thể tự hào là cái tình yêu của mình nó được nhân lên cỡ 50.000 thì nó cũng cỡ ra được triệu phú. Thì mới đặt là triệu phú về tình yêu dành cho sinh viên. Đó là cái lý do mà nhận như thế. Và không ngờ là cái từ mà khi mà đưa ra một cái cáp như vậy trên Facebook thì các bạn đưa ngay thành cái khẩu hiệu trong chương trình. Thì cũng rất là cảm ơn ban tổ chức vì một cái vô tình mà đưa ra một cái thì Thành nhìn lại Thành thấy thì mình ngồi cạnh Vương Phạm thì mình cũng tự hào, mình cũng là triệu phú chứ bộ, đúng không? Biết thế, ở nhà thì em cũng nghĩ một cái chức danh triệu phú gì cho mình cho nó oách. Vâng ạ, rất là cảm ơn thầy. Chắc chắn là khi mà làm đào tạo chỉ có tình yêu và sự tâm huyết thì chúng ta mới có thể lan tỏa những giá trị được. Và chắc chắn đấy không phải là một cái thông điệp mà các bạn không có thể cảm nhận được trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì trước khi đến với câu chuyện kết nối với hai nhân vật thì chúng tôi muốn hỏi các bạn sinh viên. Đấy là theo các bạn thì hai nhân vật của chúng ta có điểm chung là gì ạ? Gì nữa ạ? Đẹp trai ạ? Đẹp trai ạ? Giỏi. Có rất nhiều điểm chung đúng không ạ? Trong đấy thì có một điểm chung nữa, đấy là cả hai nhân vật của chúng ta đều học tập và làm việc tại Mỹ. Cho nên ở hành trình đầu tiên này của talk show thì chúng tôi muốn mời các bạn sẽ cùng đi một nửa vòng trái đất và quay trở lại cái thời điểm còn rất trẻ của hai anh, để chúng ta cùng nhìn về cái hành trình khởi nghiệp ban đầu trên đất Mỹ, học tập và tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo ở đó. Có người lại lựa chọn đi về Việt Nam, có người lại lựa chọn xây dựng sự nghiệp trên đất Mỹ, sau đó mới trở về Việt Nam. Thì sẽ có những cái điểm khác biệt như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng khai thác yếu tố đó để có thể tìm kiếm những ý tưởng start-up, những ý tưởng khát khao trong chính con người của mình. Và chúng ta sẽ đến với hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ. Câu hỏi đầu tiên thì em cũng muốn được gửi đến cho thầy Thành. Đấy là có lẽ không nói quá khi mà nước Mỹ là một cái quốc gia mà một mảnh đất mà nhiều người mơ ước, rất nhiều người khát khao ở đó. Nhưng mà tại sao thầy lại quyết định trở về Việt Nam? Khi mà trở về Việt Nam ấy thì đúng là có một cái lý do đặc biệt. Thì cái thời điểm mà thầy đã tốt nghiệp ở Mỹ và làm việc ở Ngân hàng Thế giới ở Washington DC, thì thời điểm đó thì ở nhà thì mẹ thầy bị bệnh. Và khi mới bị bệnh như vậy thì các bạn biết là cái tâm lý cần phải có người bên cạnh để động viên. Và lúc đó thì chị gái thầy thì đang làm tiến sĩ ở bên Mỹ. Và bây giờ chị gái thì đã làm cho IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở bên Mỹ. Thế thì lúc đó trong hai người thì thầy thì đang làm cho Ngân hàng Thế giới, thì đã học xong rồi, thì chắc chắn sẽ phải có một người về. Lúc đó thầy chọn là thầy về. Và khi mà về như vậy thì thầy thấy rằng là ở đâu mình cũng có thể có khả năng cống hiến tốt, mình làm tự hào cho bản thân, cho gia đình, cho quê hương. Và một lý do thôi thúc hơn là khi về Việt Nam thì mình có nhiều điều kiện để mình có thể đem những cái giá trị học tập tốt đẹp của trên thế giới. Và khi mà đi ở Mỹ, thầy có đi một số các cái quốc gia và trải nghiệm các cái nền học tập khác nhau, thì mới thấy rằng là giáo dục chính là thứ mà có thể thay đổi con người. Và cái quyết tâm đó ở Việt Nam nó sẽ được thổi bùng hơn khi mà với cái chương trình đào tạo của cao đẳng FPT Polytechnic thì có thể vươn tới đại chúng và giúp nhiều bạn trẻ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thì lý do cơ bản là và cái tình yêu đấy ngày ngày nó càng được nhân lên thì giúp cho mình duy trì được ngọn lửa đam mê khi mà mình ở Việt Nam. Vâng ạ, có những yếu tố mà thời điểm đấy có nghĩa là bắt buộc chúng ta phải về đúng không ạ? Nhưng mà đấy lại là một cái cơ hội để chúng ta có thể khai phá được rất nhiều những giá trị. Và thầy sang Mỹ là năm bao nhiêu tuổi ạ?
2006. Tuổi trẻ đấy ạ. Tuổi trẻ, đúng rồi. 2006 là 26 tuổi. 26 tuổi. Và một người mà kém thầy 10 tuổi vào thời điểm đấy, 16 tuổi, anh Vương Phạm đã đi sang Mỹ. Thời điểm đấy thì có gì trong tay chưa anh? Chưa có gì hết, chưa có vợ, chưa có người yêu, chưa có tiền. Thời điểm đấy anh có một thứ em biết là gì không ạ? Đấy là đôi bàn tay trắng. Một đôi bàn tay trắng, nhưng mà dường như nó là một cái vạch xuất phát khiến cho anh phải nỗ lực chứ không thể đi xuống được nữa, đúng không ạ? Vậy thì vào cái thời điểm đấy thì anh lấy cái ý tưởng khởi nghiệp từ đâu? Và khi mà không có gì thì làm như thế nào có được một cái động lực mà anh dám khởi nghiệp vào thời điểm đấy? Lúc đó là Vương đang đi bưng bàn giống như bao nhiêu bạn sinh viên thôi. Qua Mỹ thì mình cũng đi làm nhà hàng để mình để kiếm thêm tiền mới trang trải được cuộc sống. Đang trong lúc bưng bàn thì lúc đó là khoảng 14 năm về trước rồi. Lúc đó thì công nghệ nó chưa phát triển như bây giờ đâu. Chưa có internet, nó cũng mới vừa phôi thai thôi. Rồi các sàn công nghệ thì lúc đó là hầu như chưa ai biết gì về nó nhiều. Ngay cả Amazon nổi tiếng nhất thì lúc đó cũng chưa ai biết nhiều. Thì vô tình gặp một ông khách hàng, ông đem cái thẻ Amazon ra ông thanh toán tiền. Mà ông này mình thấy ông rảnh lắm. Tối ngày cứ thấy ổng, người ta đó thì người ta đi ăn nhà hàng, người ta sáng người ta đến hoặc chiều người ta làm xong người ta ra người ta mới vào ăn. Còn ông này thì ổng toàn ổng đi những cái giờ mà vắng người ổng ra không à. Giờ nào ổng ra cũng được. Mà gặp ổng cũng vài lần mình mới hỏi, ông anh đây làm nghề gì vậy? Thì ông anh đó ổng mới nói là, tôi làm nghề là tôi buôn bán trên sàn điện tử online Amazon á. Tối ngày tôi chỉ làm trên đó thôi. Full time, ông nói tiếng Anh là tôi là full time seller, là tôi kiếm tiền hoàn toàn là từ Amazon, từ online hết. Cái lúc đó là trong đầu Vương nó mới có một cái khái niệm là thì ra là làm online cũng có thể kiếm tiền được. Bây giờ mình nghe nó thường lắm các bạn, nhưng mà 14 năm về trước thì các bạn, Vương thấy cái đó là giống như là Vương thấy người từ trên sao Hỏa xuống vậy đó. Đó thì nó cũng lạ lắm. Thì lúc đó là Vương mới lấy cái ý tưởng của cái anh đó để mà sau này thì mới có một đứa em nó đưa cho Vương một cái game. Cái vốn khởi nghiệp của Vương là $5, nhưng mà là nó còn cho mình gọi là gói đầu nữa. Là nghĩa là anh ơi, anh cầm cái game Pokemon này của em, anh bán đi, anh bán được nhiêu thì anh đưa lại cho em $5 thôi. Thì mình mới lên mạng, mình mới bán cái game đầu tiên, mình bán trên eBay. Thì lúc đó Vương mới list lên đại 0.99, ai mua giá nào tôi cũng bán, tôi free shipping luôn cho mọi người luôn. Rồi viết vài cái lời giới thiệu, cũng chắc cũng có máu marketing cho nên viết vài dòng giới thiệu cũng ít lắm, để lên. Thì xong rồi cái mãi đến tận khi mà để 7 ngày mà đến cái phút cuối cùng mà chưa ai đấu giá hết. Nhưng mà đến cái gần 30 giây nữa kết thúc thì tự nhiên người ta đấu giá lên được $39. Thì mình trừ hết này nọ ra đó, luôn cả tiền vốn thằng em $5, mình tính là mình lời được $15. Mình suy nghĩ lại mình nói sao kiếm $15, sao nó dễ quá, dễ mình bưng nhà hàng cả ngày. Lương thì được có 2.99 nè, 3 đồng một giờ, tiền tip rồi nọ thì một giờ được khoảng 5-6 đô gì đó, thì nói là bằng 3 tiếng làm mình, mà mình làm nhanh quá. Thì lúc đó là Vương mới là đi theo cái ngành, coi như là đi bắt đầu ra kinh doanh luôn. Thì khoảng vài tuần sau là Vương nghỉ việc, Vương gom hết mấy cái game cũ mấy đứa em lại bán, khởi nghiệp từ đó. Vâng ạ. Có lẽ là chúng ta trên hành trình của mình thì cũng sẽ gặp rất nhiều người giống như là cái người mà đã truyền cảm hứng cho anh từ Amazon, đúng không ạ? Nhưng mà phải có sự quan sát và dám hỏi người ta thì chúng ta mới ra được câu chuyện. Vậy thì có phải đấy là nhân vật mà tạo cảm hứng cho anh hay không? Và có ai nữa tiếp lửa cho anh trên cái hành trình khởi nghiệp của mình nữa hay không ạ? Vương thì tiếp lửa đó, thì sau khi mà nó tiếp tục câu chuyện đó, là sau khi mà bán hết mấy cái game cũ của mấy đứa em rồi, coi như là bán hết game cũ của tụi nó, gom hết trong trường học đồ của tụi nó, mấy đứa em vô trong trường gom hết mấy đứa bạn đi, có bao nhiêu game đem về đây anh bán hết cho. Xong rồi cái bán kỳ đó là được trong cái đợt, nó ngay vô cái đợt Thanksgiving với Christmas, thì kiếm được khoảng $5,000 đầu tiên trong đời. Cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc. Thì xong đó là bán hết game, mà giờ bán gì nữa giờ? đâu còn gì nữa đâu bán. Thì vô nhà sách. Nói chung là hồi xưa Vương đi học đó, là Vương đi xe buýt, Vương đi học. Vương đi một ngày buổi sáng, Vương đi 3 tiếng Vương mới tới trường. Rồi Vương bắt 3 chuyến xe buýt mới tới trường. Rồi xong rồi về là phải 3 tiếng nữa mới về tới nhà. Thời gian đi xe buýt nhiều hơn thời gian đi học trong trường nữa. Rồi
trường thì nó bỏ Vương trong cái mall ở America, là cái mall lớn nhất, cái siêu thị lớn nhất nước Mỹ, trong đó có cái nhà sách. Thì Vương ở trong nhà sách đó, Vương mới cứ sách business lôi ra đọc hết, sách business lôi ra đọc, đọc cọp mà đâu có tiền đâu mua. Thì đọc riết vô tình tìm được một cuốn sách của một cái ông Mỹ, ông viết lại, ông đó mình nhớ ơn rất là rõ, ông Mark Skip. Ông viết cái cuốn sách là chỉ về mua hàng ở đâu, về kinh doanh. Thì Vương mua hàng từ, coi như là bắt đầu mới có cái kiến thức để mà mua hàng từ Trung Quốc, rồi mua hàng từ các supply. Ông chỉ mình cách, nói chung là chỉ mình cách tìm nguồn hàng ở đâu để mà mua về để bán được. Bán thì mình bán rất là nhanh mà mình không biết mua để đâu để bán. Mua được là bán được. Đó thì nói chung là cảm ơn Mr. Skip McGrath rất là nhiều, nhà ông mà tôi mới ngồi đây ngày hôm nay. Vâng ạ. Một người chưa bao giờ gặp nhưng mà có một vai trò rất lớn đối với chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì có lẽ là từ đầu đến giờ thì chúng ta thấy là cái con đường khởi nghiệp của Mr. Vương có vẻ rất dễ dàng, đúng không ạ? Tức là tìm kiếm được một người mà truyền cảm hứng, rồi lại tìm kiếm được những cái động lực. Vậy thì trong cái hành trình khởi nghiệp của anh có những cái dấu mốc gì đáng nhớ hay không? Hoặc là có những cái khó khăn gì mà anh từng phải trải qua? Có những cái trắc trở gì mà anh đã từng phải đối mặt? Dấu mốc lớn nhất là dấu mốc kiếm được 15 đô đầu tiên, từ mấy Vương mới kể rồi. Cái dấu mốc thứ hai là dấu mốc kiếm được 1 triệu đô đầu tiên. Thì nó quá là khó khăn đi, nhưng mà kiếm từ 1 lên 1 triệu thì nó khó vô cùng. Kiếm được 1 triệu đô đầu tiên thì vui. Nói chung là ngày hôm đó lấy 1 triệu đô ra mua liền cái nhà luôn, khỏi nói nhiều nữa. Xong đó rồi mới... chị hỏi lại câu hỏi thôi, em nói vui quá, em vui quá, em quên rồi. Đấy, nhắc triệu đô là mọi người cũng vui chứ không chỉ riêng anh đâu ạ. Đấy là trong cái hành trình của mình thì mình có những cái dấu mốc gì quan trọng, và đặc biệt là những cái khó khăn, thách thức trong cái thời điểm mà anh khởi nghiệp. Thôi dấu mốc rồi chắc vui mình nói hết rồi, nói chuyện buồn đi. Buồn thì là hồi xưa mình bán đồ online, mình du học sinh, mình đâu biết khai thuế đâu mấy bạn. Thì bán xong thời gian cái tự nhiên cái một ngày đẹp trời, cảnh sát với sở thuế xuống hỏi thăm. Nói là ồ sao ông bán nhiều quá không khai thuế đây, tổng số tiền thuế ông thiếu tụi tôi là chắc tính ra cũng cả triệu rồi đó, 1 triệu đô. Thì lúc đó là cũng hơi sợ chút xíu, sợ lắm chứ không phải sợ xíu đâu, đúng ra là phải thiếu một số tiền cỡ đó là phải ở tù xong rồi mới được về Việt Nam á, chứ cũng muốn về cũng hơi khó. Thì nói chung lúc đó đó thì Vương mới biết được cái sự quan trọng của lúc đó mình, cũng như Việt Nam qua các bạn, mẹ Vương hay chửi Vương là gì, mẹ coi ông trời bằng hạt tiêu, làm gì cũng thích là làm thôi, không có thích là làm thì Vương làm gì nhanh lắm. Nhưng mà bán thì mình cũng nghiên cứu lực rồi, mình dở, mình lên mạng mình tra Google. Vương cảnh báo bạn đừng tin Google, cho Vương lên Google Vương search đó là bán hàng online có phải khai thuế không. Ông Google thời đó ông trả lời Vương là bán online không phải khai thuế, không phải đóng thuế. Vương nghe Vương mừng quá trời. Nghe lời xong mấy ông thì đúng rồi, bán ít tiền khỏi khai khỏi đóng cũng được, còn bán lên tới hàng mấy triệu không khai không đóng thì ông đi tù. Thì Vương nhưng mà sau lúc đó là Vương mướn kiểm toán, với lại mướn kế toán, với lại mướn luật sư. Thì nói chung là cũng đâu đó khai thuế cho Vương đàng hoàng hết. Vương nhớ là Vương đóng sau cùng hết thì tiền luật sư thì 5.000 đô, nhưng mà còn tiền đóng thuế thì đóng 500 đô. Đóng xong 500 đô nó ok, lần sau nhớ đóng thuế đầy đủ nghe chưa. Rồi ok, thì từ đó trở đi Vương đóng thuế đầy đủ rồi, coi như là được tha bổng, không có vết tích gì. Thì cái đó là cái khó khăn mà lúc đó nó thật ra là rất là hồi hộp, lúc đó tưởng đâu phải ở tù mới được về Việt Nam rồi. Thì cái đó là cái dấu mốc khó khăn lớn nhất trong đời. Lúc khó khăn nhất là coi như mình mới biết được ai là cái người cứ bằng là lúc mà mình đang ở tận đáy xã hội mấy bạn, mình coi như là bạn bè bỏ mình hết, bạn gái đồ này nọ là thôi là bye bye hết luôn rồi đó. Thì lúc đó là Vương rất là may mắn là tìm được một cái người là vợ mình bây giờ. Thì lúc mà mình đang ở cái kêu bằng là đang ở một cái trạng thái là ai cũng bỏ rơi mình rồi, thì những người nào mà ở bên cạnh mình lúc đó là những người mà quý giá nhất đối với mình. Thì coi như là ai cũng bỏ hết, chỉ có bà xã mình là gắn bó với mình thôi. Lúc đó mình bệnh nữa mấy bạn, nằm bệnh viện 10 ngày, xuống tinh thần, xuống sức khỏe, bệnh hoạn. Nhưng mà chỉ duy nhất là bà xã mình là cái người đi thăm mình thôi, đi thăm mình mỗi ngày. Rồi xong rồi về là thôi, cho phép cưới luôn. Dạ. Chứ không tìm được người nào vậy nữa đâu. Thì đó là cái khó khăn. Như là những lúc khó khăn thì xong xin hết. Chứ không biết nói gì thêm. Vâng, nói thêm là khóc được luôn đấy, đúng không ạ? Nếu như mà các bạn theo dõi kênh YouTube của anh Vương Phạm thì đâu đấy khoảng hơn 1 triệu người theo dõi, đúng không ạ?
Và em thì cũng có xem một số đoạn mà anh có chia sẻ. Thì bây giờ em mới lý giải được là tại sao trong những cái video của mình ấy, anh luôn có người vợ đồng hành. Và đặc biệt nhé, nếu như mà các bạn lên kênh YouTube của anh Vương Phạm thì các bạn còn thấy cái video mà gần đây nhất khi mà anh đi thăm một cái miếng đất mang tên là 550 đúng không ạ? Thì anh ấy có nói, giới thiệu một câu, ngày hôm nay Vương đi cùng, Vương đến thăm mảnh đất 550, mảnh đất của Vương và bà xã. Chỉ một câu nói như thế thôi là biết cái sự trân quý đối với những người đồng hành cùng với anh Vương như thế nào, đúng không ạ? Và bây giờ thôi, gạt qua những cái cú sốc của thời tuổi trẻ đi. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta khởi nghiệp thì rất là dễ, rất dễ dàng đối diện với những cú sốc. Vì lúc đấy là chúng ta chưa có gì trong tay, ngay cả những cái sự trải nghiệm. Vậy thì để đối diện với những cú sốc đấy, thì làm như thế nào anh vực lại được tinh thần? Và làm như thế nào anh tìm kiếm được nghị lực để tiếp tục khởi nghiệp nữa? Lâu quá rồi cũng không nhớ nữa. Thì nói thật ra thì lúc mà có vợ rồi đó, rồi có con rồi thì mình mới thật sự cố gắng. Chứ mình cố gắng trước hết là mình cố gắng vì gia đình thôi. Vì gia đình, vì bản thân, vì gia đình phải kiếm miếng cơm manh áo chứ. Cũng phải đi làm kiếm tiền chứ. Rồi mà cái đó là, nói chung là nó là tại mình chứ cũng chả ai hại mình. Tự mình gây ra mà. Mình có chơi có chịu. Thì coi như ngày tháng lâu quá rồi, cho nên cũng không nhớ làm sao mình vượt qua được nữa. Nhưng mà chắc cũng nhờ vợ cái bên, lâu lâu buồn thì vợ nói thôi để tôi dắt ông đi chơi khuây khỏa xíu rồi về làm việc tiếp, rồi vậy thôi. Tức là không quá nặng nề với lại những cái biến cố đó đúng không ạ? Lúc nó qua rồi thì mình thấy nó nhẹ nhàng. Nhưng chẳng hạn giờ mọi người nhìn lại Covid mình thấy ôi trời có gì đâu. Chứ còn cái lúc mà mình đang trong những ngày tháng tăm tối mình đâu biết gì, đúng không? Thấy không biết ngày mai kết thúc khi nào. Thì mình cũng tâm lý giống vậy thôi. Vậy thì sau cái cú sốc đấy, sau cái bàn tay trắng lại trở về bàn tay trắng, thì anh quyết định là thành lập một cái công ty marketing đúng không ạ? Và thời điểm đó thì công ty marketing của anh Vương là chuyên hỗ trợ làm website, làm marketing cho những tiểu thương người Việt xây dựng sự nghiệp tại Mỹ. Mà cụ thể ở đây là những cái tiệm nail, tiệm làm móng tay đấy các bạn ạ. Thì thời điểm đấy có lẽ là mình đang tập trung vào một cái chuyên sâu trong một lĩnh vực. Vậy thì có lẽ là khi mà chúng ta chưa có nhiều tiềm lực thì việc chuyên sâu vào một lĩnh vực là một điều hợp lý. Nhưng mà anh có nghĩ điều đấy phù hợp với những start-up ở Việt Nam hay không? Vương nghĩ là... nói chung thì Vương không dám cho lời khuyên cho ai. Nhưng rút kinh nghiệm từ chính bản thân của Vương thôi. Thì Vương chia sẻ với các bạn là... mình làm cái gì, mình đi một con đường nào thì ít người đi thôi, hoặc một mình đi thôi thì nó khỏe lắm. Còn có những ông lớn mà ông đã đi rồi thì mình thôi né ra để cho các bác, các anh đi, chứ mình bé nhỏ quá mình đi đó là bị đạp chết. Thì Vương làm gì cũng vậy, Vương nghiên cứu những cái thị trường Mỹ nó gọi là niche, còn người Việt Nam mình gọi là thị trường ngách. Đó thì mình tìm được những cái thị trường đó thì... mình thà là mình làm chùm một cái thị trường nhỏ đó thì mình vẫn kiếm được tiền, vẫn thoải mái thôi. Thì cho đến tận giờ này thì Vương cũng chỉ là thị trường ngách thôi, cũng nhỏ chứ không lớn. Vậy thì theo anh cái ưu điểm và nhược điểm khi mà chuyên sâu vào một lĩnh vực là gì ạ? Ưu điểm thì biết nhiều, nhược điểm thì không biết, tại cũng vẫn làm trong thị trường ngách, chưa bước ra khỏi được ao làng. Thì ưu điểm thì mọi người Vương có chia sẻ rồi, thì là ưu điểm là mình con đường ít người đi, ít cạnh tranh. Thì mình làm việc thì nó thoải mái, nó dễ dàng. Mình phát triển nó đơn giản hơn. Mình có nhiều cơ hội hơn để mình làm. Đó, nhìn thành tựu của anh Vương bây giờ thì ai cũng sẽ thấy được rất nhiều ưu điểm. Còn cái hạn chế của nó thì chắc cũng không đáng kể đâu. Tại vì một thành tựu rất là lớn như anh Vương cơ mà, đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi mà có lẽ đến gần hơn với các bạn sinh viên đang ngồi ở đây, và đặc biệt là những bạn sinh viên cũng đang theo dõi live stream của chương trình chúng ta ngày hôm nay, đấy là với các bạn sinh viên thì đâu đấy các bạn cũng có mong muốn khởi nghiệp. Vậy thì các bạn nên bắt đầu từ đâu khi mà các bạn vẫn đang phải ngồi trên ghế nhà trường, vẫn đang học tập và kinh nghiệm trải nghiệm chưa có nhiều, tài chính trong tay cũng chưa phải là nhiều để có thể tạo ra được những cái lợi thế cạnh tranh. Vậy thì theo anh các bạn sinh viên có thể bắt đầu từ đâu để có thể khởi nghiệp? Chà, câu này khó quá, cho xin miếng nước đi uống xong mà nói. Câu này nói dài được không? Vâng ạ, em mời anh. Có lẽ đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ là nhiều người cũng đã từng đặt ra nhưng mà còn bỏ ngỏ. Nếu như mà chúng ta đã trả lời được rồi thì chúng tôi cũng hy vọng là một lát nữa trong cái khoảng thời gian Q&A thì các bạn có thể cùng chia sẻ những cái hoạt động mà các bạn đã từng khởi nghiệp
có thể thành công, có thể thất bại, nhưng cũng là một câu chuyện thú vị trong ngày hôm nay. Còn với anh Vương thì có lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Thì lời khuyên của Vương thì xuất phát điểm, mà xuất phát từ đâu? Vương là một cái người ngày hôm nay đi, Vương cố tình Vương mặc cái áo xanh công nhân. Vương làm công ty của bà ngoại, làm nhân viên dọn vệ sinh. Ở trong cái bên đây là cái màu áo của mấy anh em trong tổ dọn vệ sinh là mặc cái áo này. Chính cái áo này là hồi trước đây là mình bận có ba cái áo, mà hai cái áo kia nó nhàu nát hết, là cái áo này chắc hồi xưa gấp quên đâu nè, cho nên nó còn mới hôm nay bận luôn. Đó thì Vương là nói chung sinh ra gia đình cũng tương đối khá giả, giàu không giàu, nghèo không nghèo, nhưng mà khá giả. Thì nhưng mà gia đình Vương là cho Vương xuất phát từ rất là thấp, cho Vương chơi với lại những cái người bạn ở Vương ở quê, thì đi chơi với lại những người bạn là bắt ếch bắt nhái gì đó, xe cắt lúa đi cắt trước mặt mình đi theo để mình bắt rắn, xong rồi đi bán ký được hình như 50.000 gì đó. Vương đi theo Vương bắt rắn với các bạn, rồi Vương mặc áo công nhân. Vương làm năm 15 tuổi 16 tuổi Vương đi làm công nhân kiếm tiền. Qua Mỹ thì Vương cũng làm, cũng là học sinh sinh viên, cũng đi phải đi làm kiếm tiền thôi. Vương xuất phát, muốn nói lại mọi người là Vương xuất phát rất là thấp, chứ không phải là xuất phát từ một cái nơi, cái vạch đích nào đó thì không phải là Vương. Thì các bạn sẽ hỏi là mình nên bắt đầu từ đâu để mình làm kiếm tiền, đúng không? Thì đó, Vương hồi nãy Vương có nói với các bạn rồi, là Vương khởi điểm là vốn khởi điểm của Vương là $5. Đứa em nó đưa cái game cho, mà thậm chí $5 đó nó còn cho mình gói đầu nữa, mà bán xong rồi mới đưa tiền lại cho nó, thì vốn đâu cần gì đâu, đúng không? Thì Vương mới khuyên với lại các bạn, Vương cũng có làm vài cái video clip, Vương cũng chia sẻ, Vương nói chính từ bản thân của Vương khởi nghiệp. Thì Vương nói các bạn đang ngồi trong cái nhà trường cũng giống như Vương. Hồi xưa Vương đang học high school là lớp 12, là Vương vừa đủ 18 tuổi Vương bán đồ online rồi. Thì vốn Vương là Vương không có nhiều, Vương cũng chả cần vốn. Thì các bạn cũng vậy thôi, đừng có làm gì lớn quá. Tại khi các bạn làm cái gì lớn quá nó dễ gãy dễ đổ lắm. Các bạn làm gì các bạn làm từ dưới làm lên. Các bạn có thể bắt đầu là có thể bán đồ online, hoặc có thể làm bất kỳ cái gì đó các bạn thích ngoài xã hội. Miễn đừng vi phạm pháp luật, đừng có gì... Được rồi, mình cứ làm đàng hoàng thì mình cứ kiếm tiền, thì không cần nhiều vốn vẫn có thể bắt đầu được. Mà Vương cũng khuyên các bạn là các bạn cũng nên va chạm, với lại bắt đầu từ ghế nhà trường các bạn cũng có thể va chạm thử kinh doanh, để coi thử mình thích hợp với lại cái gì, rồi mình làm. Rồi, thì cũng không hẳn là phải làm kinh doanh, phải làm giám đốc, phải thành triệu phú mới được hạnh phúc đâu. Này thật sự là Vương chia sẻ thật tình là hôm nay rất là may mắn ngồi với anh Thành. Anh Thành nói một câu là làm Vương rất là tâm đắc, là cái chỗ là có một cái nghiên cứu của Mỹ, Vương đọc lâu rồi, con người ta chỉ cần kiếm $70,000 một năm thôi là thấy hạnh phúc nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống này, sẽ thấy đầy đủ và hạnh phúc. Người ta nghiên cứu những nhóm người kiếm $100,000 cái tỷ lệ hạnh phúc nó giảm xuống, tỷ lệ người kiếm cả $1,000,000 tỷ lệ hạnh phúc nó giảm xuống nữa. Thì giờ Vương ngồi đây Vương chia sẻ thật với các bạn luôn, là Vương đi hết cái đường đó rồi, thì Vương càng lên cao thì Vương thấy là nó không hạnh phúc nhiều đâu các bạn. Thật sự nó nhức đầu lắm, nó đủ thứ, công ty càng lớn nhiều vấn đề này nọ. Các bạn, Vương khuyên các bạn là thật sự luôn á, Vương và Vương quay lại Vương sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc như anh Thành. Vương không có làm như Vương đâu, Vương sẽ làm ít thôi để Vương có thời gian bên cạnh con cái. Mấy đứa rài con Vương nó gặp Vương nó nói ủa đã đi đâu rồi, sao mấy rài đã đi đâu vậy, tối ngủ thức dậy nó hỏi ba đâu rồi, tí đâu rồi, đã đi đâu rồi. Thì mình nó thấy không, các bạn thấy không, mình càng lên cao càng mất thời gian thôi. Mình chọn một cuộc sống để mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Các bạn ráng phấn đấu làm sao mà được 70.000, $100,000 một năm, là các bạn sống một cuộc sống hạnh phúc, là một cái mục đích lớn nhất của đời. Tại ai sống tới chừng đó cũng ngưng thôi, tới một ngày đó cũng ra đi thôi. Thì mình phấn đấu làm gì, lên cao làm cái gì, đấu đá làm cái gì, rồi xong rồi đến một lúc nào đó là mình quay lại mình giờ mà những cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mọi người là đang là lúc sinh viên, đang có cha mẹ đầy đủ, đang có ông bà đầy đủ, lớn lên chút xíu nữa như Vương có con cái, thì chọn những cái phút giây hạnh phúc nhất bên cạnh gia đình là cái hạnh phúc nhất của mình là ở đó, chứ không phải là trở thành triệu phú, trở thành kiếm tiền. Nó chia sẻ thật lòng của Vương. Các bạn sinh viên của chúng tôi có bất ngờ không ạ? Một triệu phú công nghệ không khuyên các bạn trở thành triệu phú, không khuyên các bạn quá nặng nề để trở thành triệu phú mới đúng hơn. Dù ở hoàn cảnh nào, dù bàn tay trắng hay bây giờ đang ở một cái vị trí mà cao nhất trong sự nghiệp của mình, đúng không ạ? Thì anh ấy cũng không có nặng nhẹ gì. Đấy là điều, một cái tâm thế mà tôi nghĩ là anh Vương có thể truyền tải rất nhiều cái năng lượng cho các bạn. Và cũng hãy nhớ cái thông điệp của anh Vương về cái việc mà xuất phát điểm của chúng ta. Miễn sao là chúng ta chăm chỉ, miễn sao chúng ta có khát vọng
lao động là được, đúng không ạ? Còn thành quả nó sẽ bù đắp lại tất cả. Bây giờ thì có lẽ để đến gần hơn với cái câu chuyện chủ đề ngày hôm nay, đấy là triệu phú công nghệ, cũng là một người mà start up từ công nghệ, thì anh có thể đưa ra một cái chia sẻ của mình theo cái kinh nghiệm của mình, đấy là làm như thế nào để mình có thể tìm kiếm được đầu ra. Có lẽ khó nhất của start up không phải là ở ý tưởng mà nằm ở cái việc tìm kiếm đầu ra, tìm kiếm khách hàng. Vậy thì anh tìm kiếm khách hàng như thế nào, và đặc điểm cũng như là hành vi của người tiêu dùng của khách hàng công nghệ thì nó khác gì so với những cái khách hàng tiêu dùng nhanh thông thường? Đầu ra phải không? Thôi để Vương nói về đầu ra đi. Câu hỏi thì nó phức tạp quá, Vương người sống đơn giản, Vương để Vương suy nghĩ chút xíu. Vâng, đầu ra đi ạ. Đầu ra thôi. Vâng. Thì mọi người cứ quan sát trong cuộc sống mình thôi. Con người mình thì ra sao mấy bạn? Con người mình là thứ nhất là bản năng là lười biếng nè. Đúng không? Rất người mình lười lắm. Thì trong cuộc sống cứ mấy bạn thấy cái gì mà mấy bạn có thể phát minh ra để mà đáp ứng cho cái sự lười biếng của con người thì các bạn cứ phát minh những cái đó đi, Vương đảm bảo là thành công á. Thì nói chung là mình thấy là mình nói vậy thôi chứ thật ra là mình nhìn quan sát thấy nhu cầu xã hội, mình nhìn chung, mình đi đây đi đó, nhiều khi mình đi du lịch đây đó, mình thấy là chỗ này thì nó dư cái này, chỗ này nó thiếu cái kia. Nếu nói làm ăn kinh doanh, thể mình bước qua Campuchia, bước qua Trung Quốc hay bước qua Mỹ, mình thấy ồ ở Mỹ nó có những cái này dư thừa, cherry ở Mỹ thì dư thừa, về Việt Nam mà cherry không biết bao nhiêu trăm nghìn ký, 400-500 nghìn viên ký đúng không? Thì đó, mình quan sát thấy những cái đó là mình thấy ồ bên này thì nguồn cung nó quá nhiều, bên này thì người ta có nhu cầu mà không có nguồn cung, thì mình có thể mình tìm những cái đó. Rồi còn về ý tưởng thì các bạn cứ thấy những cái gì mà nó bất tiện trong cuộc sống thì các bạn cứ phát minh một cái gì đó ra để mà nó giải quyết cái sự bất tiện đó. Chẳng hạn như mấy năm về trước á, Vương đi về Việt Nam á, Vương thấy là thanh toán tiền phải cầm cặp tiền mặt đi theo, rồi bị cướp, bị bóc, bị hoài luôn, cướp giật mất bóp hoài. Còn bây giờ mình về Việt Nam thì thanh toán bằng điện tử, bạn thấy không? Cầm lên mở cái phone lên là thanh toán được người này người kia. Thì đó, cái người mà phát minh ra được cái đó là những công ty ví dụ như Momo, là bây giờ họ cũng trở thành kỳ lân công nghệ rồi. Đó, họ giải quyết được một cái vấn đề trong xã hội là họ sẽ thành công. Thì cái đó là Vương quan sát thôi, chứ còn Vương thì chắc không đủ kinh nghiệm để chia sẻ mấy cái này đâu. Rồi, xin hết. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh Vương với một keyword, đấy là tìm kiếm những cái sự bất tiện của người ta để giải quyết. Rất là hay ạ. Và anh Vương có biết không, ở FPT Polytechnic thì có một cái môn mang tên là khởi sự doanh nghiệp. Thì đây là một cái môn mà hướng dẫn và cho các bạn có thể trải nghiệm trước trở thành một startup như thế nào. Không biết là các bạn sinh viên đang ngồi ở đây thì đã ai học môn khởi sự doanh nghiệp chưa ạ? Có một vài người thôi. Và phần đa là chúng ta chưa học đúng không ạ? Vậy thì thầy Thành có thể chia sẻ là tại sao chúng ta lại có cái môn này, và trong cái môn đấy thì mang lại những giá trị gì cho các bạn? Cái chương trình của FPT Polytechnic thì các bạn học thì các bạn biết là hướng tới khá mạnh về vấn đề thực hành. Thế còn cái môn khởi sự doanh nghiệp thì là cái môn học từ kỳ 5 trở đi, tức là kỳ 7, hết kỳ 7 các bạn ra trường rồi. Cho nên là khi cái thời điểm càng gần đến lúc các bạn ra trường thì các bạn chắc chắn phải va một cái gì đó nó cực kỳ thực. Mặc dù trong các quá trình các học kỳ các bạn làm các đề án nó cũng khá thật rồi, nhưng môn khởi sự này thì buộc các bạn phải lăn ra, đúng không? Ví dụ như các bạn có xem chương trình sau nhập học, đúng không? Tập 3. Đó là Miss Thi, Khánh Vân, Phát La với Nikki là phải lăn ra để đi bán hàng, đúng không? Ví dụ như là Nikki chọn được cái món ưu tiên thì bạn ấy chọn là cơm cháy. Các bạn nghĩ là cơm cháy bán được nhiều, nhưng mà thực ra là Miss Thi bán trà sữa, những cái trà sữa rất là rẻ thì các bạn lại bán được nhiều nhất. Cho nên là cái khởi sự doanh nghiệp ở đây là một cái môn học mà nhà trường kết hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI tạo thành một cái module rất là chuẩn để giúp cho các bạn có thể thực chiến ngay trong cái môn học của mình một cách thực tế nhất. Và do các bạn gần ra trường rồi cho nên cái khả năng va chạm các bạn phải tăng lên. Và khi các bạn va chạm như vậy thì khi ra tốt nghiệp rồi thì các bạn, cái khả năng sống sót các bạn rất là cao. Thì trong các cái chỉ số ngày xưa người ta thường nói tới IQ là chỉ số thông minh, và người thành công thì cần đến chỉ số cảm xúc là EQ. Đó. Và một cái chỉ số nữa sau người ta phát minh ra là chỉ số CQ, tức là chỉ số sáng tạo. Thì có một cái chỉ số cuối cùng mà gần đây người ta phát minh ra là chỉ số AQ, tức là AQ đấy, đúng không?
đó là cái khả năng sống sót. Thế thì môn khởi sự doanh nghiệp thực sự là một cái miếng ghép gần như là cuối cùng lắp ghép vào cái hành trình học thực hành các bạn ở trường, giúp các bạn tăng cường cái khả năng sống sót khi các bạn ra trường. Kỳ 5 có phải là kỳ cuối không ạ? Kỳ 7 là kỳ cuối, 5/7. Vâng, vâng, và thời điểm đấy thì thường là các bạn sẽ cần phải trải nghiệm trước khi mà ra trường đúng không ạ? Vâng ạ, với những chia sẻ của thầy Thành thì có lẽ chúng ta sẽ khép lại với phần đầu tiên nói về hành trình khởi nghiệp tại Mỹ. Bây giờ sẽ là hành trình của riêng các bạn, đấy là hành trình khởi nghiệp của chính chúng ta. Và đây sẽ là một cái gợi ý, đấy là khởi nghiệp từ công nghệ. Và thông qua những chia sẻ của thầy Thành và anh Vương thì chúng tôi hy vọng là các bạn cũng sẽ có thể tìm kiếm được một cái ý tưởng nào đấy cho riêng mình, hoặc là có thể thúc đẩy cho những ý tưởng mà mình đang sẵn có. Bây giờ thì em muốn hỏi anh Vương ạ, khi mà anh khởi nghiệp ban đầu, đấy là anh bán những cái game cũ đúng không ạ? Và sau đó thì anh cũng hướng tới cái việc làm web, làm marketing cho các cái công ty, cho các cái tiểu thương. Vậy thì tại sao anh lại liên tục hướng về phía công nghệ? Anh tìm thấy cái tiềm năng như thế nào ở công nghệ để có thể giúp mình start up? Vương thì nói chung bán hàng online rồi xong rồi đi đến là làm marketing, thì Vương nhận thấy một cái điều là chính bản thân của Vương thôi, thì những cái đó Vương không có phát triển lên được nữa, phát triển scale lên được nữa, tại vì nó khó quản lý quá. Đến đó là giống như mình làm marketing thì đầu óc mình tới đó mình làm được cho chừng đó khách hàng thôi, rất là khó để làm được cho hàng nhiều khách hàng nữa. Thì riêng về cái mảng công nghệ á, là cái mảng mà viết ra một cái phần mềm hoặc là làm được một cái app là một người dùng cũng vậy, 100 người dùng cũng vậy, 1 triệu người dùng cũng như vậy thôi, cũng chỉ là một mình, nó rất là tiện để cho Vương scale up lên. Mà chính bản thân công ty của Vương là may mắn lọt vào những công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ là cũng nhờ vào cái mảng phần mềm, thì từ mới có cái phần mềm mới bắt đầu mới scale up lên được, mới làm là như thuê nhân viên vô rồi để viết phần mềm, rồi xong đó rồi thuê các bạn ra để hướng dẫn cho khách dùng phần mềm. Thì vậy thì theo anh là ở Mỹ và Việt Nam ấy, thì nó có sự khác biệt về những cái sự tác động cũng như là cơ hội mà công nghệ mở ra hay không? Ở Việt Nam thì thật sự mình không có kinh nghiệm gì để mình chia sẻ hết, tại vì mình làm gì mình cũng làm ở Mỹ không mà. Thì nhưng mà thấy chắc cái này quan sát thôi, thấy mặt bằng chung á, thì thấy là công nghệ thì ở đâu cũng phát triển cả thôi, nghĩ là ở đâu cũng vậy. Bây giờ em cũng muốn hỏi rất là nhanh, đấy là sẽ có nhiều bạn sinh viên ở đây nghĩ rằng cái thời điểm của anh là cái thời điểm mà công nghệ nó cũng còn manh nha, nhiều người chưa biết tới, thì có lẽ startup vào thời điểm đấy nó dễ dàng hơn so với các bạn thời điểm bây giờ. Một câu chia sẻ để tạo động lực cho các bạn được không ạ? Vương nghe câu này Vương cũng băn khoăn lắm, tại vì để Vương kể cho các bạn nghe là nó sẽ, lúc mà Vương mới bắt đầu thì là công nghệ còn sơ khai. Không có lợi là gì? Lợi là không có sự cạnh tranh nhiều, chỉ có một mình làm thôi. Bất lợi là gì? Bất lợi là tìm người làm không có. Công nghệ làm lúc đó không có. Công nghệ làm 7-8 năm trước nó khác bây giờ lắm. Lúc đó đâu có sẵn những cái phần mềm để mà mình viết ra được nhanh đâu. Làm cái gì phải làm rất là vất vả, rất là khó khăn cái phần mềm. Rồi xong rồi khách hàng của mình họ cũng chưa được educate nữa. Mình giống như mình phát minh ra một cái gì đó mới mà mình chưa có lan tỏa ra được thị trường, rất là khó khăn, người ta đâu có tiếp nhận đâu. Rồi cái đó là quá khứ là chỉ có được một cái lợi thôi, là mình là người, con người đi duy nhất, nhưng mà mình làm điều khó cả. Rồi còn bây giờ các bạn làm vẫn nghĩ nó dễ hơn. Thứ nhất là con người FPT đào tạo quá trời người rồi. Rồi thứ hai nữa là công nghệ, bây giờ công nghệ phát triển, làm phần mềm nó đơn giản, hồi xưa Vương làm rất là nhiều. Cái thứ ba là thị trường nó đã được, người ta đã quen dùng rồi. Cái thời của Vương bắt đầu làm mà thậm chí phone nó còn chưa có, phone smartphone nó còn chưa phổ biến. Còn bây giờ là khách hàng người ta đã quen với việc dùng công nghệ rồi, thì mọi người ra nó cũng dễ dàng hơn, đồng nghĩa với việc cũng cạnh tranh hơn chút xíu. Nhưng mà như Vương nói, mình chọn cái gì ngách mình làm, thì mình cũng là vài người đi trên một con đường nhỏ thì nó vẫn đi được thôi. Bây giờ các bạn mà làm thì nó dễ hơn Vương hồi xưa rất là nhiều, thật sự nó là như vậy. Bây giờ bắt đầu không muộn đâu. Vâng ạ. Và một câu hỏi nữa mà dành cho những người mà muốn start up từ công nghệ, đấy là có những bạn thì chuyên học về công nghệ rồi, nhưng mà các bạn lại sợ mình không có đủ cái kỹ năng về quản lý, kỹ năng về quản trị. Còn những người mà không có những cái kỹ năng về công nghệ thì họ lại có được cái lợi thế quản trị như vậy. Vậy thì dù chúng ta xuất phát điểm là người trong lĩnh vực công nghệ hay không thì đều sẽ có một cái khuyết điểm, một cái hạn chế nào đấy. Vậy thì làm như thế nào để các bạn có thể tự tin start up trong mảng công nghệ được? Vương nghĩ là
các bạn đang học công nghệ là các bạn đang có lợi thế hơn Vương hồi xưa rất là nhiều rồi. Tại vì Vương hồi xưa Vương mới bắt đầu ra làm là Vương không biết gì về công nghệ hết. HTTPS, HTML là gì cũng phải ngồi mần mò tự học, đâu có trường nào đâu dạy sẵn đâu. Rồi các bạn là các bạn ra, các bạn bắt đầu điểm của các bạn là đã lợi thế rồi, là các bạn đang học trong một cái môi trường, một cái trường học công nghệ rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Thật ra FPT là một cái công ty là Vương là lúc nào Vương cũng phấn đấu nhìn lên FPT để mà nói với lại anh em của mình trong công ty là thấy không, người ta FPT người ta phát triển bây giờ một năm doanh thu 2 tỷ đô rồi. Rồi phát triển cứ bằng cứ 5 đến 3 năm là người ta lại gấp đôi doanh số, phát triển lên gấp đôi. Là các bậc đàn anh rồi, các bạn đang được đào tạo trong một cái môi trường là kêu bằng là tuyệt vời nhất. Theo Vương thấy là như vậy. Thì lợi thế các bạn khi mà các bạn ra, các bạn vừa làm một cái là các bạn đã có sẵn về công nghệ, là các bạn đã biết sẵn rồi. Còn những cái quản lý đồ này nọ thì mình học được thì tốt, học được trong trường thì tốt, không học được trong trường thì qua nhà sách bán đầy sách về quản lý, mua về rồi đọc và làm thôi. Ngay cả Vương cũng vậy thôi, Vương đâu có biết quản lý gì đâu. Tới giờ này Vương cũng quản lý cũng còn dở ẹt. Nhưng mà cũng lâu lâu mua sách về tìm hiểu thêm. Vâng ạ. Vậy thì cái việc mà mình có trở thành một cái người hoàn hảo, biết tất cả mọi thứ nó cũng không phải là quan trọng nhất đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ nó vẫn là một cái sự lo lắng đâu đấy của các bạn sinh viên. Vậy thì làm như thế nào để nâng cao được cái khả năng cạnh tranh của các bạn ở phía nhà trường FPT Polytechnic, thì có những cái hoạt động gì để giúp cho các bạn có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của mình? Trước khi trả lời cái câu hỏi về làm sao nâng cao năng lực cạnh tranh cho các bạn ấy, thì thầy bổ sung thêm cái phần trả lời của Vương. Tức là nhiều người các bạn ngồi cứ nghĩ rằng à thế là chúng ta hình như là sinh ra nhầm thời rồi đúng không? Ngày xưa ví dụ như là cái thời mà máy tính bắt đầu có thì có ông Bill Gates ông ra đời, đúng vào thời điểm đó ông nổi tiếng. Đó, xong bắt đầu thời kỳ đến các cái máy cá nhân đúng không? Thì ông đấy sinh cỡ tầm năm 54, 55. Sau đó đến cái thời sau là các máy tính laptop, thì là chúng ta thấy máy Dell chẳng hạn đúng không? Hoặc là đến cái thời mà mạng xã hội bắt đầu có thì Mark Zuckerberg bắt đầu mới rất là nổi. Thế thì sinh viên sẽ băn khoăn là hình như mình sinh ra nhầm thời đúng không? Thế thì bây giờ có hai cách. Cách thứ nhất là thôi giờ nằm chờ thời đúng không? Thời tới đúng không? Cách số 2 thì thực ra là một cách hết sức là đơn giản. Đó là cách di chuyển. Mình di chuyển ra một cái môi trường rất là năng động. Cái môi trường đấy nó tạo cho mình dám xông ra phía ngoài và nắm lấy cơ hội. Thì tất cả những cái tâm huyết của các thầy cô giáo ở FPT Polytechnic là tạo ra một cái môi trường thực sự năng động để cho các bạn có thể phát huy. Và việc rất nhiều các bạn ở các tỉnh lên Hà Nội, lên thành phố Hồ Chí Minh, lên các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam học là các bạn cũng di chuyển đến một cái môi trường khá năng động. Và đó chính là cái thời cơ của các bạn. Thì thầy tin rằng các bạn hãy nắm lấy cái thời cơ này. Cái việc mình di chuyển nó như vậy. Ví dụ bạn hãy di chuyển vào một cái nơi mà người ta trọng cái tài năng của bạn. Ví dụ bạn giỏi ca hát mà bạn di chuyển đến một nơi chỉ thích đánh nhau thì bạn không thể phát triển được đúng không? Thế thì cái việc ở cái môi trường này nó còn hay ở chỗ là quan điểm của thầy là học hết sức chơi hết mình đúng không? Đã nhiều lần nói các bạn sinh viên rồi, việc học là của các bạn hết sức và cơ hội phải nắm lấy, và việc chơi phải hết mình. Chúng ta gặp rất nhiều các nghệ sĩ lớn, rất nhiều các khách mời nổi tiếng đúng không? Thế thì cái môi trường năng động đó chính là cái nơi mà các bạn đang nhúng vào, thì hãy tận dụng tốt cái môi trường này để các bạn có thể thành công. Và như Vương Phạm nói là không có tiền vẫn có thể thành công được, hoặc dù chỉ có 5 đô vay trả muộn cũng có thể thành công được. Thì thầy tin rằng là cái câu chuyện đó của Vương rất là truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên. Và biết đâu trong cái buổi ngày hôm nay một câu nói của anh Vương có thể làm cho các bạn thay đổi suy nghĩ, và một ngày nào đó các bạn lại trở thành khách mời của nhà trường. Vâng ạ, chúng ta rất kỳ vọng điều đấy đúng không ạ? Vậy thì về phía nhà trường thì chúng ta xây dựng và hỗ trợ cho các bạn như thế nào để nâng cao được năng lực cạnh tranh cho các bạn? Năng lực cạnh tranh thì nó đến từ cái thực lực của mình. Tức nghĩa là cái chương trình học của các bạn là đang rất cập nhật rồi. Toàn bộ giáo trình của các bạn là được tham khảo từ doanh nghiệp, được tham khảo từ các cái trường đào tạo nổi tiếng trên thế giới để có cái khung chương trình đào tạo cập nhật. Tức là các bạn học ở đây không khác gì các bạn học ở các nước ở trên thế giới. Đó, thì đấy là cái năng lực về cái độ cập nhật kiến thức. Cái năng lực thứ hai thì đến từ cái việc mình học thực hành.
các em học thực hành làm đi làm lại thì các em sẽ thành thạo. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn phải do chính các em, đúng không? Trường không bao giờ nói rằng là tôi sẽ đảm bảo việc làm cho các em, nhưng trường sẽ đảm bảo kết nối cho các em đến với những cái cơ hội có được việc làm, tạo ra cái môi trường năng động để các em phát huy. Và chính các thế hệ sinh viên đi trước với 97,7% có việc làm, đó là một cái món quà gửi lại để truyền cái niềm tin cho cái thế hệ phía sau chúng ta đạt được cái tỷ lệ tương tự như vậy. Và môi trường này thì thầy tin rằng là thầy và các giảng viên, nhân viên của nhà trường luôn luôn nỗ lực để đem lại cái môi trường tốt nhất cho các em, để có thể phát huy cái khả năng phù hợp với các em, để các em có một cái công việc tốt và cuộc sống hạnh phúc. Vâng ạ, chắc chắn cái việc cam kết mà tất cả các bạn sinh viên ra trường sẽ có việc, em nghĩ là không cần thiết, vì mình đã có một cái con số biết nói, đấy là 97% sinh viên có việc làm và có thể ổn định phát triển với cái sự nghiệp của mình. Và có lẽ với những cái động lực vừa rồi cũng như những sự kết nối, và đặc biệt giống như ngày hôm nay chúng ta có được một sự kết nối, thì các bạn cũng có thể tìm kiếm được một cái động lực để khởi nghiệp. Và bây giờ sẽ là hai câu hỏi cuối mà em muốn gửi cho anh trước khi đến với phần mà em nghĩ là các bạn sinh viên cũng có rất nhiều những điều mà muốn gửi đến cho hai nhân vật trong ngày hôm nay, để có thể chia sẻ về những ý tưởng của mình hoặc là tìm kiếm một cái nguồn động lực nào đó. Và hai câu hỏi mà em muốn dành cho anh Vương, một câu hỏi liên quan đến dự đoán và một câu hỏi liên quan đến việc đánh giá. Đấy là với anh ấy, thì trong tương lai hoặc là thời điểm hiện tại, thì nếu như khởi nghiệp ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì sẽ phải đối mặt với những thách thức như thế nào? Hôm qua Vương vừa nghe câu hỏi này là Vương đang ngồi ngoài hồ Hoàn Kiếm, đang ăn ăn cái gì ta? Là ngoài đó là không có, ngồi ngoài đó là ăn không uống nước, uống nước gì ở ngoài hồ Ly? Đang uống giống như là uống sấu đá và chém gió ngoài hồ Hoàn Kiếm. Thì Vương nghe câu hỏi này, cái Vương cười thật là lớn luôn. Vương ngồi đây Vương cười với mấy anh em của Vương. Vương nói là thách thức trong cái thời buổi công nghệ thông tin này á, là nó chỉ có thể là cái thách thức của nó, Vương thấy á, là thách thức duy nhất á, là có thể nó phát triển nhanh quá, mình đáp ứng không kịp đó. Như Vương á, là Vương giống như là về khi mà mình đã làm được cái gì nó đúng rồi, là nó phát triển quá nhanh đến nỗi mà mình không có thể nào mà giống như Vương đi thuê một cái nhà hay mua một cái nhà đi, mới đầu mua một cái nhà để lắp đầy các bạn nhân viên vô đó, một năm sau là thách thức là giờ đầy nhân viên hết rồi, không đủ chỗ nữa, đi mua cái nhà khác, xong mua cái nhà khác cũng năm sau nữa là lại đầy tiếp cái nhà đó, đến bây giờ qua cái nhà thứ ba là cũng là đầy luôn rồi đó. Thì thách thức của nó là Vương cười của nó là trời, thách thức không biết người ta bị thách thức gì, thách thức của mình là giờ nó bùng nổ nhanh quá, bây giờ mình làm không kịp nữa rồi, giờ phải hôm nay chắc vô trường này nhờ thầy Thành mốt giới thiệu mấy bạn sinh viên qua để cùng góp sức với Vương để coi như là giải quyết cái thách thức là giờ phát triển nhanh quá phải làm sao đây. Chắc vậy thôi, chứ thật ra là Vương nói đùa vậy, nhưng mà thật ra cái sự thật á là các bạn đang ở trong một cái ngành cực kỳ phát triển của tương lai, ngành công nghệ thông tin, một cái ngành kêu bằng là trong tương lai nó chỉ có phát triển và đi lên thôi, không thấy dấu hiệu đi xuống, mà chả bao giờ đi xuống cả. Thì mà cái này là một chia sẻ thật lòng, Vương định sau cuối Vương mới nói, mà Vương nói thôi chứ hồi nữa quên, nói không được thì dở. Vương lúc nào Vương cũng nhìn vô công ty FPT để Vương phấn đấu. Thì ngày hôm nay may mắn được tiếp xúc với các thầy cô trong trường. Thì hồi trước là mình nhìn từ ngoài vô, bây giờ là Vương từ trong Vương ra, Vương cảm nhận được tại sao lại đây là một cái môi trường, tại sao lại phát triển nhanh đến như vậy. Thì bây giờ Vương mới cảm nhận được là chính từ cái tấm lòng của những thầy cô ở đây dành cho các bạn, thật sự luôn, những thầy cô đây là cái mong muốn từ lúc Vương tiếp xúc, là cái mong muốn các thầy cô làm sao cho các bạn học xong từ chọn ngành là ra là có việc làm. Thầy cô luôn luôn là đau đáu những cái vấn đề là làm sao các bạn làm ra là có việc làm thực tế, chọn những cái môn học nào để mà ra là đáp ứng được cho xã hội, cho đáp ứng được việc làm. Cái tâm của những người thầy người cô ở đây Vương phải nói là rất là tốt các bạn. Các bạn là đúng chọn đúng trường. Vương không biết những trường khác ra sao, nhưng mà đối với cảm nghĩ của Vương về ngôi trường FPT thật tình nó là như vậy. Rất là vinh hạnh ngày hôm nay được ở đây. Rất là cảm ơn Vương. Vâng ạ, và một câu hỏi nữa thôi ạ. Có áp lực không ạ? Một câu hỏi nữa thôi, đấy là về cái việc đánh giá. Đấy là nhiều bạn thì có sản phẩm, có ý tưởng đấy, nhưng mà các bạn lại
không biết đánh giá nó có thật sự hiệu quả hay không để có thể dám mang nó ra để kinh doanh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một cái bí quyết để giúp các bạn có thể đánh giá là cái sản phẩm, chất lượng dịch vụ của mình có thể đảm bảo để mang ra startup được không ạ? Chia sẻ chính bản thân của Vương là mình không cần đánh giá nha các bạn ơi, ra mình làm đi. Thật sự ra là rất có nhiều bạn có nhiều ý tưởng nhưng mà nó chỉ nằm ở cái mức ý tưởng thôi, cứ tối ngày ý tưởng mà tôi có ý tưởng này, tôi có ý tưởng kia, nhưng mà không bao giờ thử thách bản thân, không bao giờ đem nó ra đi làm cả. Thì Vương thì Vương có cái tính là Vương bị người trong nhà Vương chửi hoài à, tại sao ông lại là ông vừa nói một cái là ông làm bất chấp, ông cứ làm. Thì chính cái tính đó của Vương bây giờ thì nó không biết là tính xấu hay tính tốt, nhưng mà chắc là cũng nhờ cái tính đó Vương mới có ngày hôm nay. Thì là những như mình thấy cái gì đó các bạn cứ đi làm đi, đừng có đánh giá rủi ro, đừng có suy nghĩ thất bại, đừng có ngồi đánh giá nó nhiều quá, cứ đi làm đi. Thất bại này thì mình cũng có bài học, thành công mình thành công, thất bại mình có bài học, chả gì phải sợ cả, ra làm đi các bạn. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, và một tràng vỗ tay cho những chia sẻ vừa rồi đúng không ạ? Cứ tiến lên thôi. Ngày hôm nay thì không chỉ có các bạn sinh viên đang theo dõi live stream, những thầy cô, các sinh viên đang ngồi ở đây, mà ở phía dưới ạ, tôi có thể thấy là có rất nhiều bạn đã đứng từ đầu đến cuối để theo dõi những cái chia sẻ trong ngày hôm nay. Và đấy là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian cho tất cả các bạn, một khoảng thời gian để các bạn có thể đặt những câu hỏi, có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với các nhân vật, và hãy tận dụng nó. Tôi nghĩ là sẽ rất là hiếm khi chúng ta có được cái cơ hội gặp gỡ những cái người mà đã từng trải nghiệm như thế này để có thể chia sẻ những câu chuyện cùng với các bạn. Và không biết là ai có những chia sẻ hoặc là có câu hỏi gửi đến cho các vị diễn giả không ạ? Các bạn hãy giơ tay nhé. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian để cho các bạn có thể chia sẻ. Vâng ạ, và xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp cho chúng tôi di chuyển mic đến cho các bạn được không ạ? Xin hỏi bạn sinh viên nào ạ? Vâng ạ, xin mời bạn nữ ạ. Có lẽ là trong mỗi sự kiện talk show ấy, thì điều mà chúng ta cảm thấy thích nhất đấy là cái phần tương tác trực tiếp cùng với các speaker để mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân và gửi câu hỏi đến hai vị diễn giả. Dạ, em chào thầy cũng như là chào anh Vương cùng thầy cô và các bạn sinh viên đây. Em là Quỳnh Anh. Thì hôm nay đến buổi talk show này thì em có câu hỏi, đó chính là anh Vương nghĩ sao về việc thất bại ạ? Và giữa một người quá an toàn cũng như với một người quá liều lĩnh ấy, thì người nào sẽ dễ thành công hơn trong sự nghiệp của mình ạ? Em xin hết ạ. Em cảm ơn anh ạ. Chia sẻ về thất bại thì Vương thì cũng trải qua nhiều thất bại. Quan trọng nhất là mình đừng để bị lừa thì quan trọng hơn. Giống như là ra làm ăn kinh doanh thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều đối tác, rất là nhiều người này người kia, rất là nhiều lời mời mọc mình. Thì mình phải giống như là phải làm sao để cho những cú ngã trong đời của mình nó nhẹ thôi, đừng quá nặng. Đừng có vay vốn để mà kinh doanh, đừng có, giống như chắc chắn mình trên đường đời mình đi thế nào mình cũng vấp ngã, nhưng mà đừng để những cái cú ngã đó nó quá nặng để mình không đứng lên được. Có nhiều bạn thì Vương trong hàng ngày trong email của Vương là có hàng không biết bao nhiêu bạn email cho Vương, anh ơi cứu em với, em nợ nần chỗ này nợ nần chỗ kia, vay nóng vay nguội chỗ này chỗ kia. Thì thật sự ra đó là những cái cú ngã mà nói chung là Vương hy vọng là mọi người mình đừng có vay vốn hay đừng có làm một cú gì đó quá lớn mà mình chưa có kinh nghiệm, thì mình cứ làm từ nhỏ mình làm lên thôi. Như Vương $5 mà Vương còn gói đầu nữa thì các bạn cứ như thế, mà tinh thần như thế các bạn làm, đừng có vay vốn, đừng có làm gì đó mạo hiểm. Thất bại là cái chuyện tất nhiên, ra làm ăn kinh doanh là chả có ai không thất bại cả. Thì thất bại thì các bạn sẽ học được bài học, nhưng mà đừng có để cái thất bại đó nó dìm mình luôn là chết. Mình để thất bại nhẹ thôi, mình còn đứng lên được. Vương xin hết. Tính phương án có đường lui đúng không ạ? Và xin hỏi là có câu hỏi gì để gửi đến cho hai vị diễn giả của chúng ta nữa không ạ? Các bạn cứ mạnh dạn giơ tay ạ. Vâng ạ, xin được mời ạ. Đừng quên giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Em xin phép được chào các thầy cô và các bạn sinh viên, và đặc biệt anh Vương ở đây. Thì em tên là Thịnh ạ. Thì em có một câu hỏi cho anh là em được tìm hiểu thì anh công ty Phát Đôi của anh đang là trên dưới 200 nhân viên đúng không ạ? Thì em đang muốn hỏi là những cái yêu cầu khi mà đặt ra khi mà các nhân viên apply về công ty của anh. Sắp tới đây thì Vương cũng
Tại giờ nói thật chứ văn phòng hết chỗ các bạn ơi. Vương có 5 cái chi nhánh ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi này nọ. Tất cả các chỗ nó max out capacity, không nhét được người vô. Đến nỗi mà đi họp với mấy bạn là phải đi ra sau hè để họp, chứ hết chỗ họp luôn rồi. Lấy phòng họp để làm phòng làm việc luôn rồi. Thì sắp tới đây thì Vương sẽ phát triển cái văn phòng lên chút xíu nữa, để Vương cần thêm khoảng vài tháng. Thì sau đó là Vương sẽ cần khoảng 30 bạn nhân sự để cùng Vương code ra những cái phần mềm, cái bằng cũng là những cái phần mềm về quản lý thôi, khoảng 30 bạn nhân sự về IT. Cần khoảng thêm 100 bạn nhân sự nữa về support khách hàng, coi như nhân sự support khách hàng. Nãy cũng chia sẻ với anh Thành, anh Thành ơi em cần người lắm, tại vì buổi tối em làm việc nói chung là gian nan, tại vì mình phải thức buổi tối để mình làm việc với lại người ở bên Mỹ. Tối là 10 giờ bắt đầu vô làm tới 5-6 giờ sáng. Thì đó yêu cầu của Vương, thứ nhất các bạn phải thức đêm được. IT thì không cần thức đêm nha, IT làm buổi sáng. Nhưng mà còn các bạn mà support khách hàng thì làm buổi tối. Rồi Vương cũng mong muốn là phát triển được cái mảng telesale. Thì cái mảng đó tại vì bây giờ công ty của Vương ở Mỹ thì cũng được nhiều người biết đến. Nhưng mà Vương thì vẫn bán cái kiểu thôi chờ khách tìm đến mình bán. Cũng được 15.000 khách hàng rồi. Nhưng mà cũng hy vọng là sẽ phát triển thêm được một bước nữa thì telesale. Thì bây giờ Vương nói về cái yêu cầu của Vương. Yêu cầu của Vương đơn giản lắm các bạn. Yêu cầu của Vương là khi đến với công ty của Vương là Vương không dòm bằng cấp. Thật sự ra là bằng cấp có là một cái rất là tốt. Nhưng mà thật sự ra là cái tinh thần làm việc, cái tinh thần trách nhiệm của mình đi ra làm việc như thế nào. Thì mình cứ làm việc hết mình vì công việc, rồi mình hết mình vì những người xung quanh. Người chủ người ta thấy thì nói chung là đánh giá từ cái, nó gọi là không biết Vương tiếng Việt là gì, nhưng mà dạng như là đánh giá bằng trong cái lúc mà các bạn làm việc á, thì gọi là đánh giá lúc đó, chứ không phải là đánh giá từ nhìn cái hồ sơ các bạn đẹp quá là không phải lúc đó. Thì cái yêu cầu của Vương là các bạn vô làm việc cố gắng. Đánh giá quá trình. Em xin phép được hỏi thêm một câu nữa. Thì công ty của anh là một công ty về công nghệ, thì em muốn hỏi là một cái khó khăn hoặc là cái rắc rối lớn nhất khi mà anh làm về cái phần mảng công nghệ là gì ạ? Theo như Vương thấy bây giờ là nhân sự là về làm về công nghệ là khó khăn nhất á, là tại vì tìm người để mà làm thì rất là khó lúc này. Thì là cái khó của Vương là cái cơ hội của các bạn. Các bạn đang học đúng ngành đúng nghề, các bạn học về công nghệ thông tin, digital marketing là những cái ngành nghề đang rất là training, rất là phát triển. Thì cái khó của Vương là lúc nào cũng là tuyển người cả. Vương không bao giờ tuyển đủ nhân sự để làm. Thì các tập đoàn, các công ty Vương là nhỏ thôi, nhưng có nhiều công ty lớn hơn nữa họ còn khó khăn hơn Vương nữa. Thì đó là cái khó khăn của Vương là có đó. Rồi, Vương xin hết. Xin cảm ơn anh, em xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn Thịnh. Một tràng vào tay cho bạn Thịnh đúng không ạ? Nhưng mà em hỏi một chút đấy là công ty anh Vương thì tuyển những cái người mà đã có nhiều kinh nghiệm hay là có cả những cơ hội cho những bạn mà sinh viên mới ra trường, thì mình có lựa chọn đặc biệt gì không ạ? Vương tuyển cả hai, nhưng mà thường là Vương thích những bạn sinh viên mới ra trường hơn. Là tại vì các bạn là một trang giấy trắng, vô là Vương sẽ training rồi làm việc thì nó sẽ dễ hơn. Còn các bạn đã có kinh nghiệm rồi thì xuất phát điểm như nhau. Vô công ty của Vương xuất phát điểm tất cả mọi người đều như nhau. Là Vương thì nói chung là Vương thích tuyển sinh viên. Vâng ạ. Tại sao em lại hỏi câu hỏi này? Tại vì nghe những cái câu hỏi mà bạn Thịnh vừa gửi đến anh thì cảm giác là bạn ấy có rất nhiều những cái kỳ vọng, và rất là cảm ơn bạn cũng như là chúc mừng bạn vì đã có được những cái kỳ vọng đó. Bây giờ sẽ là những câu hỏi tiếp theo ạ. Các bạn mạnh dạn giơ tay ạ. Và chúng ta đã thấy là có rất nhiều những cánh tay bắt đầu đưa lên rồi ạ. Vâng ạ, xin mời bạn phía dưới trước rồi sau đến bạn áo trắng nhé. Mời em. Hello ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn, đang học thương mại điện tử, ngành đang học ngành thương mại điện tử. Và lời đầu tiên em xin gửi lời chào thầy và cô cũng như là các bạn học sinh đang có trong mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và em xin gửi lời chào với anh Vương Phạm ạ. Là câu hỏi của em đặt ra cho anh là anh có thể so sánh cho em giữa nền thương mại điện tử là Amazon, Shopify với cả SC, với cả so sánh với cả nền thương mại điện tử ở Việt Nam đang nổi như là Lazada, Shopee, Tiki. Anh có thể so sánh giữa hai cái đấy giúp em được không ạ? Với cả là anh có thể nêu ra là tại sao là Amazon là có thể thành công đến tận ngày nay đúng không ạ?
xin hết ạ. À, câu hỏi rất là hay. Mỹ thì người ta lịch sự, người ta không biết trả lời, người ta gọi good question. Tôi là giống như mấy người Mỹ thường thường mấy bạn hỏi họ câu nào khó quá không biết trả lời, họ nói một câu là good question. Tôi không biết. Thì Vương thì thật ra là Việt Nam sao thì thật sự Vương không biết đâu các bạn. Nhưng mà Amazon thì Vương có thể nói tại sao họ thành công. Tại vì mỗi ngày Vương mua đồ ở Amazon thì nó họ giải quyết một cái nhu cầu của con người thôi. Nãy Vương có nói cái nhu cầu lười biếng con người đó. Thay vì người ta phải đi ra siêu thị, người ta mua hàng hóa, người ta phải mất thời gian, tốn xăng chạy ra, bây giờ ngồi nhấn nút ở nhà thôi. Free shipping. Đã vậy mua mà còn có cái thẻ như Vương mà còn được cho lại 5% nữa. Đó thì bây giờ là Amazon á, họ đầu tư vô, họ phát triển những cái warehouse, những cái chỗ mà để họ phát triển những cái đó để làm chi, để cho họ có, họ đầu tư vô warehouse, họ đầu tư vô robot, họ đầu tư vô tự động hóa. Họ đầu tư vô làm sao để mà tôi làm được cái việc là chuyển cái hàng hóa từ cái người mà muốn mua cho đến cái tay người mua một cách nhanh nhất có thể. Nhiều khi có 2 tiếng đồng hồ đã tới nơi rồi, chậm lắm là 1 ngày. Đó, thì ở Mỹ nó đến cái mức độ đó. Thì như vậy cho nên là Amazon là nó mới phát triển lên thành công. Thì Vương nghĩ là nó giải quyết một cái nhu cầu lười biếng của con người như nãy Vương nói thôi. Nhiều khi Vương nói nó giống như nói đùa, nó chơi, nhưng thật ra nó rất là thật. Là giải quyết cái nhu cầu lười biếng của con người. Cứ con người ta rất là lười, không muốn đi chợ. Amazon giải quyết được, ô anh nhà bấm nút mua được hàng. Thay người ta phải trả tiền nhân viên, thuê nhân viên đứng ngồi, rồi phải trả tiền máy lạnh, rồi trả tiền này tiền kia, tiền thuê mặt bằng. Còn ông Amazon này, ông có cái warehouse thôi, ông không có gì, ông bán cho hàng triệu người. Đó thì rất là optimize, rất là một cái bằng là Vương cũng rất là khâm phục họ, nhưng mà nó không phải là cái ngành của Vương nên Vương không biết. Rồi, cảm ơn bạn. Ok, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn Sơn. Bây giờ thì xin mời bạn áo trắng ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Linh, là sinh viên của ngành thương mại điện tử ạ. Rất cảm ơn những chia sẻ của thầy cũng như là anh Vương đã giải đáp cho em những cái thắc mắc cũng như là cái trăn trở trước khi mà em bước vào cái hội trường ngày hôm nay. Câu hỏi của em đặt ra cho anh đó chính là hiện tại thì em có số tiền tiết kiệm là 50 triệu thì em có nên đầu tư hay không, và em sẽ đầu tư vào cái lĩnh vực gì để sẽ có được cái khả năng phát triển trong tương lai? Giàu chưa ạ? 50 triệu ạ. 50 triệu khác hẳn anh ngày xưa có 5 đô đấy. 50 triệu nhiều quá, Vương cầm số tiền đó Vương không biết đầu tư vào cái gì luôn á. Thì nói chung là bây giờ bạn biết không, Vương đến một cái giai đoạn cơ bằng là nó hơi bị mất đi tinh thần khởi nghiệp mà. Tại giờ cái Vương đi từ cái đó, Vương đi đến cái giai đoạn cỡ này là Vương nằm trong cái vùng là Vương muốn được an toàn rồi. Cho nên cái suy nghĩ của Vương lúc này nó hơi khác với lại mấy bạn chút xíu. Cái tinh thần của Vương bây giờ nó khác rồi. Hồi xưa là Vương là tinh thần là liều ăn nhiều, cứ làm, cứ xong ra là cứ làm. Còn bây giờ cái tinh thần của Vương là làm ra tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn. Thì Vương, tinh thần của Vương giờ nó đang nằm trong đó, cho nên là để trả lời câu hỏi của bạn đầu tư vô cái gì thì Vương trả lời thẳng là Vương là cái người không đu kịp trend của các bạn trẻ rồi. Cho nên các bạn trẻ ráng nghiên cứu đi. Chứ giờ Vương là thích cái thế hệ U40, Under 40, Vương không biết trả lời câu hỏi này sao hết, Vương xin lỗi. Rồi. Thầy Thành ạ, thầy Thành thì sao ạ? À, cái thời gian vừa rồi ấy, đặc biệt là thời gian Covid ấy, nó có các cái gọi là hiệu ứng đầu tư. Tức là khi mình nhàn rỗi thì mình cứ nghĩ là sẽ đầu tư chỗ này chỗ kia. Thì khi mà có một cái nhu cầu đầu tư, như Vương nói là đâu xuất hiện nhu cầu thì ở đó xuất hiện rất nhiều người thầy. Và có rất nhiều ông thầy là khuyên là đầu tư chỗ này chỗ kia đó. Thế thì có 50 triệu đúng không ạ? Thì tốt nhất là bạn không để nó nằm im. Đó, không nằm im. Và nếu em làm cái gì mà em thích, em am hiểu thì em có thể thử. Và nếu như mất thì chấp nhận là mất. Đúng không? Vì thành công thì giúp cho ta mạnh mẽ, nhưng mà thất bại thì giúp cho ta mạnh mẽ hơn. Thì thầy tin rằng là bất kỳ một cái gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đều có một bài học. Và cái bài học đấy giúp ta sống tốt hơn. Thì hãy để những cái suy nghĩ tích cực. Và em có thể thử. Và có thể thử, nếu mà 50 triệu mà cứ chia ra 5 đô như Vương thì có thể thử rất nhiều thứ. Đúng không? Chúng ta hãy thử. Giống như kiểu là vừa ném đá vừa dò đường đó. Em có thể thử. Còn 50 triệu đấy thì cuối cùng vẫn là quyền quyết định của em. Em thích đầu tư gì thì em đầu tư.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của anh Vương cũng như là thầy ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Thật ra với một bạn sinh viên, đấy là một cái khoản tiền cũng khá là lớn. Tại vì sao ạ? Các bạn còn phải sinh hoạt, còn phải chi trả ăn ở, rất nhiều các dịch vụ khác nhau. Và để có một bạn sinh viên mà biết tiết kiệm cũng không phải là nhiều. Thời sinh viên của em không biết tiết kiệm là gì. Cho nên khi mà thấy bạn có được một khoản tiết kiệm dù ít dù nhiều, đấy là một cái giá trị rất là lớn của bạn. Mà thật ra thì em chỉ xin chia sẻ một tí thôi. Đấy là cái việc mà có lẽ đừng suy nghĩ là chúng ta sẽ làm gì để tiêu hết 50 triệu đang có, mà hãy nghĩ xem là mình có thể làm gì với cái đam mê, với cái khả năng của mình. Và 50 triệu đấy nó chỉ là một cái thứ hỗ trợ cho bạn thôi. Đừng tìm kiếm cách để giải quyết 50 triệu đấy. Rồi, hai nhân vật của chúng ta đã truyền động lực cho bạn. Và mình cũng nghĩ là bạn cũng có thể chia nhỏ nó ra giống như cách mà thầy Thành, hoặc là cứ thử giống như là anh Vương vừa chia sẻ với chúng ta. Và bây giờ thì sẽ là một câu hỏi nữa mà... Vâng ạ, một cánh tay rất là cao. Xin mời bạn. Sẵn sàng đứng lên, câu hỏi nghe có vẻ nhiệt huyết. Giờ... Alo. Đấy ạ, khí thế thế mới đúng là tinh thần khởi nghiệp đấy ạ. Mời bạn. Alo. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến thầy Thành cùng anh Vương Phạm cùng với tất cả bạn sinh viên có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Thì em là Vũ, hiện tại đang học ngành Digital Marketing kỳ 4 ạ. Thì em muốn đặt câu hỏi là theo anh thì cái thách thức của một người quản lý marketing phải đối mặt là gì? Bởi vì em hiện tại đang học ngành marketing, sau này thì sẽ phải quản lý như là cửa hàng hoặc là các cái đội nhóm của mình ấy. Thì em muốn hỏi là thách thức là anh phải đối mặt là gì ạ? Anh có thể chia sẻ thêm để cho tất cả các bạn trong hội trường có thể hiểu thêm được ạ. Xin cảm ơn. Thách thức là sự thay đổi quá nhanh dẫn đến mình già cỗi, mình không có theo kịp. Thì như cái ngành của bạn học là Vương là cái ngành của Vương. Nhưng mà mỗi ngày là các bạn có thể thấy liên tục thay đổi. Đúng không? Thách thức của nó là các bạn thấy thì cái của Vương là marketing chừng một năm về trước nó khác một năm bây giờ. Mình phải làm sao để mà mình phải luôn luôn mình tìm những cái mới, mình tìm những cái xu thế để mình đầu tư, để mình không phải đầu tư mà mình để mình trong ngành digital marketing là mình theo kịp, bắt kịp. Thì đó cái khó khăn của Vương là chắc là Vương nghĩ là cũng là của bạn đặt câu hỏi là chắc là bắt kịp xu thế đó, là phải cố gắng mình làm sao mình bắt được trend, mình cứ keep up nó hoài, cái đó là cái khó nhất. Cảm ơn em, xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, đó là câu hỏi của bạn Vũ. Và cũng hy vọng là trong tương lai thì sẽ trở thành một manager thành công, đúng không ạ? Và xin hỏi là một bạn vừa nãy cũng giơ tay ạ. Xin mời bạn. Xin chào thầy, anh Vương và Messi, các thầy cô có trong mặt trường quay cũng như các bạn sinh viên. Em xin tự giới thiệu thì em cũng tên là Vương. Vương chào Vương nha. Dạ vâng, chào anh ạ. Thì câu hỏi em có một câu hỏi như sau, thì anh là những người đi trước rồi có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với những cái người có thể gọi là thành công, và theo anh em muốn xin một lời khuyên của anh nào đó đánh giá là những người trẻ như chúng em này thì cần những cái tố chất nào để trở thành một con người thành đạt và để có vững vàng bản thân mình để tiến bước vào tương lai. Em xin hết câu hỏi của em. Câu hỏi của em nhắc rất là hay luôn á, có những tố chất như thế nào để good mà... question. Không, cái này là good question mà mình còn biết chút để mình trả lời. Thì tố chất thì anh nghĩ là thứ nhất là mình làm gì cũng vậy, mình bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, những cái mối quan hệ xung quanh mình, gia đình, người thân, bạn bè, những người xung quanh mình, những người đồng nghiệp, có thể là những người nhân viên, những người cấp dưới, những người cấp trên, những người cấp dưới. Thì cái đầu tiên là sự, Vương có hai thứ cũng chia sẻ, là thứ nhất là mình phải học cách đối nhân xử thế như thế nào, mà lúc nào trong cuộc sống cũng có người giống như là giúp đỡ mình hết, mình sống sao cho tốt. Đó là muốn sống sao cho tốt thì Vương có một cuốn sách, Vương có hai cuốn Cửu Âm Chân Kinh của Vương, là một cuốn là Đắc Nhân Tâm, một cuốn là Quăng Gánh Lo Đi. Thì các bạn cứ lấy hai cuốn đó mấy bạn đọc, thì đọc cuốn Đắc Nhân Tâm đi thì các bạn sẽ hiểu hết thôi, nó dài lắm, Vương nói không hết đâu. Rồi cái thứ hai là sức chịu đựng. Đó, trong cuộc sống các bạn làm thì như Vương nói rồi đó, các bạn làm tới 70.000 đô thôi các bạn hạnh phúc lắm rồi. Đừng phấn đấu để, không phải Vương nói là đừng phấn đấu, cứ phấn đấu đi, nhưng mà nếu như là Vương quay lại thì Vương chỉ phấn đấu đến mức đó thôi, để có cuộc sống hạnh phúc, để tối con mình nó không hỏi đã đi đâu rồi, sống có thời gian bên cạnh gia đình, bên cạnh ông bà cha mẹ, bên cạnh những người thân, bên cạnh bạn bè, thì cái mức phấn đấu nó chỉ tới đó thôi là vui lắm rồi.
Thì nếu như các bạn muốn làm hơn nữa thì các bạn phải có cái sức chịu đựng. Thì các bạn cứ đọc cái cuốn Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống cũng cùng tác giả. Thì ông đó ông chỉ những cái cách chịu đựng rất là hay. Vương đọc rồi mà. Đọc Vương chia sẻ các bạn cách đọc. Các bạn đọc đừng có đọc xong hết cuốn sách quăng ở đây đó. Tôi đã hấp thụ hết nội công rồi, không phải đâu. Đọc từng chương, từng chương, từng chương. Xong đó tự hỏi mình là mình có làm được hay chưa. Lâu lâu buồn buồn trong cuộc sống, gặp vấn đề, dạch cuốn sách ra coi lại từ chương 1. Coi thử tôi có làm được chưa. Có chia nhỏ cuộc sống ra thành từng ngăn nhỏ như trong chương đầu tiên hay chưa. Cuộc sống chia ra thành từng ngăn nhỏ. Mỗi ngày tôi chỉ biết ngày hôm nay thôi. Không cần biết ngày mai là gì, không cần biết ngày hôm qua là gì. Chỉ sống cho ngày hôm nay, sống trọn vẹn. Đó, chia sẻ của Vương là như vậy. Xin cảm ơn Vương. Cũng cảm ơn bạn Vương. Cảm ơn Vương rất nhiều. Em cũng bất ngờ với một bạn sinh viên ngày hôm nay đến với câu chuyện triệu đô, nhưng mà hỏi về một bản chất để có thể phát triển. Có lẽ là với cái sự quan tâm như thế thì rất nhiều các bạn sẽ có được một cái sự phát triển rất là vững vàng. Và bây giờ thì sẽ là câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin mời em. Đây ạ. Em chào anh Vương, chào thầy và chào thầy cô và tất cả mọi người ngồi đây. Thì câu hỏi của em thì không phải là câu hỏi, là lời khuyên, xin lời khuyên từ anh Vương và thầy thôi. Là sau khi học xong ấy thì chúng ta nên tìm kiếm một công ty ở ngoài Hà Nội để bắt đầu sự nghiệp và tìm kiếm cơ hội, hay là chúng ta chuyển job vào trong thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội ạ? Vị trí địa lý. À, em tên là gì nhỉ? Em là Đạt ạ. Rồi, bạn Đạt ạ. Câu này chắc không thuộc, tôi chắc Vương nhờ thầy Thành trả lời. Thầy Thành về Việt Nam, Vương ở Mỹ mà. Chừng nào mấy bạn qua Mỹ, mấy bạn hỏi muốn sống ở tiểu bang nào, Vương trả lời cho. Dạ. Ở Việt Nam mình nhờ thầy Thành nha. Cũng có chút kết nối đấy. Tức là bạn hỏi bạn cũng có ý đó. Vì hiện nay thì cái chi nhánh của anh Vương đang ở Hồ Chí Minh. Và như lúc nãy nói là cần tuyển đến 130 người đúng không? Thì bạn đang băn khoăn là nên ở đây hay là đi theo anh Vương. Và đi anh Vương thì cũng có thể sang Mỹ. Thì lúc đấy lại phạm vi của Vương. Thế thì cái việc di chuyển ở đâu ấy, nó có hai ý. Một là cái duyên. Hai là em cảm thấy cái nơi đó là cái nơi mình có thể phát huy được tài năng của mình, được tôn trọng. Thì tùy thôi nhá. Với thị trường Hồ Chí Minh là thị trường năng động, em thử cái gì một cái là có phản ứng ngay. Với thị trường Hà Nội là người ta phải theo dõi, xem xét xem việc em làm như thế nào, ổn hay không thì mới. Cho nên là ở Hà Nội mà em làm uy tín và kiên trì thì em sẽ rất phát triển. Còn ở Hồ Chí Minh, nếu như em làm phát triển thì có thể phát triển rất nhanh ban đầu, nhưng nếu em không giữ được uy tín và chất lượng thì có thể em sụp đổ. Thì nó tùy theo với môi trường nào phù hợp thì em cứ mạnh dạn thử. Có thể ở Hà Nội, hoặc là sau cái buổi này liên hệ anh Vương ở cho em thử công ty anh, vì công ty anh rất thích tuyển sinh viên mà, đúng không? Thế thì rõ ràng là khi mà hôm nay thầy nói chuyện với anh Vương thì anh Vương nói rằng là cái môi trường FPT Polytechnic là một cái môi trường mà chắc chắn là anh Vương sẽ hợp tác và tuyển dụng rất nhiều sinh viên ở đây. Đây cũng là một cơ hội. Hôm nay thì em nhìn thấy trận trực tiếp rồi, đúng không? Thì hy vọng là bạn Đạt có thể đạt được nguyện vọng là làm ở chỗ anh Vương. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn lời khuyên rất là hữu ích đến từ thầy Thành. Tiếp theo ạ. Xin hỏi ạ. Đây ạ, có một bạn áo đen đang ngồi phía hàng thứ hai ạ. Hàng thứ hai từ trên xuống ạ. Dạ, chào tất cả mọi người, chào anh Vương. Dạ. Hiện tại thì em thấy anh Vương chia sẻ trên TikTok với lại YouTube ấy, cũng anh cũng khá là thích kiểu nhập hàng bên Trung Quốc và bán bên Mỹ. Thì hiện tại em có là một trang web để mà bán hàng bên Mỹ, cũng bắt đầu khởi nghiệp thôi ạ. Và anh có thể chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm để lấy nguồn hàng Trung Quốc để một cách tốt nhất, với lại những cái lời khuyên về marketing sắp tới cho em và cả mọi người nữa. Em nào? Em tên là gì ạ? Em tên là Đạt ạ. Cũng Đạt ạ. Vâng, chào Đạt. Rồi thì chia sẻ kinh nghiệm với bạn thì hồi xưa Vương làm việc với người Trung Quốc thì cái người Việt Nam mình lúc đó có ấn tượng rất là xấu với người Trung Quốc. Vương cũng bị ảnh hưởng. Người Trung Quốc bán toàn hàng dởm, hàng tàu, hàng này thế kia. Nhưng mà Vương khuyên các bạn nên đặt chân đến Trung Quốc đi, các bạn sẽ thấy. Vương là một người từ Mỹ, Vương bước chân qua Trung Quốc như một thằng nhà quê lên thành phố. Thật sự là như vậy các bạn, Trung Quốc rất là phát triển.
mình đi đến Vương Đi thì Vương không biết những vùng quê ra sao, tại vì Vương Đi với là những người bạn đồng hành của Vương Đi từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, đi tất cả những thành phố lớn, những thành phố sản xuất của Trung Quốc. Thì và Vương làm việc rất là nhiều với lại người Trung Quốc, cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc. Thì Vương nói thật ra một điều là Vương rất là thích người Trung Quốc, cách phong cách làm việc của họ. Mình nên học hỏi họ rất là nhiều. Làm việc họ rất là thật thà, họ rất là cố gắng làm việc. 1-2 giờ đêm giờ Mỹ, 1-2 giờ sáng giờ Mỹ là 1-2 giờ đêm Trung Quốc, cần dẫn các bạn dẫn lên hỗ trợ. Họ buôn bán thật thà. Rồi chia sẻ đến việc thật thà thì tất nhiên đa số phần lớn là như vậy. Tại những đối tác của Vương thì là cũng những đối tác như cũng lâu năm mà, thì tất nhiên họ đàng hoàng. Nhưng mà còn khi bạn bắt đầu thì có thể bạn sẽ gặp người này người kia ất ơ đồ này nọ. Thì Vương khuyên các bạn là nên chọn phương thức thanh toán đảm bảo an toàn. Phương thức thanh toán là qua những cái Alibaba hay là qua Escrow, hay là những cái phương thức thanh toán nào mà có một người đứng giữa cho mình, để khi mà họ không hoàn tất những cái cam kết như là mua hàng thì phải nhận được hàng đúng chất lượng, mua một cái món hàng thì các bạn phải nhập, như Vương là Vương luôn luôn nhập một cái hàng mẫu về trước để Vương coi chất lượng đó Vương có thích hay không, nhằm hai mục đích. Thứ nhất là coi Vương có thích hay không, cái thứ hai là ok tôi giữ cái hàng mẫu này ở đây, thì khi mà anh gửi cái hàng qua, tôi order cả container anh gửi qua, nó có giống như cái hàng mẫu này hay không, hay là lúc mà anh đưa sample tốt, nhưng mà cái lúc mà anh giao hàng anh giao cái hàng ớt ơ gì đó, thì mình lúc đó mình còn có cái người thứ ba, thì mình sẽ có cái đơn vị họ đứng họ giải quyết. Thì Vương khuyên các bạn, thì các bạn làm việc á, thì lúc nào thanh toán cũng có một bên thứ ba đảm bảo. Cái thứ hai nữa là Vương khuyên các bạn nên đặt chân qua Trung Quốc để học hỏi họ. Vương nói không phải Vương nói tốt Trung Quốc, Vương là Vương qua Trung Quốc có những người bạn Trung Quốc, thì thật sự ra là Vương rất là thích bên đó. Thì các bạn cứ đặt chân ra đi rồi để học hỏi những cái người ta, đi đến tham quan những cái cơ sở sản xuất của người ta đi, mới biết tại sao người ta phát triển. Vương xin hết. Cảm ơn anh Vương, và hy vọng là những thông tin vừa rồi đã giúp cho startup Đạt, đúng không ạ, sẽ có thể vững vàng hơn trong ngay hoạt động kinh doanh của mình. Rồi ạ, xin hỏi có bạn nào muốn đặt câu hỏi tiếp không ạ? Xin mời các bạn mạnh dạn lên. Em đúng không ạ? Vâng, mời em ạ. Đây ạ. Đây ạ. Em bắt đây. Đây có bạn này. Đây. Đứng từ đầu giờ đến giờ rồi đấy ạ. Em tên là Minh Đức. Em nói đi. Em tên là Minh Đức, học hiện tại đang học thương mại điện tử, học sinh kỳ 3 của trường. Em có muốn hỏi một câu hỏi là trước em có xem video của anh Vương ấy ạ. Lúc đấy anh Vương có bảo là nhà anh xây nhà rất là to và rộng, nhưng mà lại thấy không thấy gắn kết với mọi người trong gia đình. Tức là mỗi người về bây giờ mỗi người một phòng ấy ạ. Câu hỏi của em hiện khiến anh rất là buồn. Không phải, lúc đấy khiến anh rất là buồn ấy ạ. Câu hỏi của em hiện tại là mình ổn định rồi mình hãng lập gia đình, hay là mình lấy gia đình, hay là mình lập gia đình rồi mình mới bắt đầu ổn định ạ? Tức là mình lấy gia đình, đúng rồi, mình phát triển sự nghiệp trước rồi mới lấy vợ con, hay là ngược lại ạ? Mình chào vào tay cho Minh Đức đúng không ạ? Câu hỏi này của bạn rất là vui, rất là hay mà rất là thâm thúy. Thì giờ Vương xin trả lời là cho Vương suy nghĩ khoảng 30 giây nha. Cho xin chai nước luôn, chai nước Vương hết rồi. Đây. Thật ra đây là một câu hỏi từ một bạn nam. Yeah. Đây cũng là tâm tư của em nghĩ cũng nhiều bạn nam đấy ạ. Nhiều bạn nam nghĩ là mình phải lập nghiệp thành công thì mình lúc đấy mình mới tự tin mình lấy vợ, mình mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình được. Có thể bây giờ hơi trẻ để mà nghĩ đến điều này, nhưng mà một vài năm nữa thì không chắc đây là một cái câu hỏi mà nhiều bạn nam hay là nhiều bạn sinh viên không nghĩ tới đâu ạ. Bạn làm như thế nào cũng đúng cả. Để Vương giải thích cho bạn nghe. Tại sao Vương nói làm như thế nào cũng đúng. Bạn bây giờ ví dụ như Vương nói bạn đang theo đuổi một cô đi. Cô này chơi thôi anh nghèo quá, tôi thích anh đại gia. Tôi thích anh nhà giàu. Nghèo quá không đủ. Coi như là đĩa đừng đòi đút bu chân hạt kiểu đó. Thì bạn phấn đấu lên để cho cái cô đó cổ thấy là mình thành công nhất định, mình quay lại cổ nói là giờ chịu cưới tôi hay chưa,
Dạ, tôi giàu rồi đó nha, tôi đại gia rồi đó nha, chưa cưới tôi hay chưa. Thì lúc đó thì bạn khác. Nhưng mà như Vương chia sẻ đó, Vương cũng nói chung là cũng quen vài người, tìm hiểu vài người trước khi gặp được người vợ của mình. Thì Vương chỉ có khuyên các bạn một cái như thế này thôi. Những người chân thành luôn luôn ở với chúng ta những lúc chúng ta khó khăn nhất. Ở ta luôn đồng hành với mình. Thì trong cuộc sống bạn cần những người như vậy. Đừng tìm những người mà hở tí khó khăn đã bỏ ta đi. Thì những người đó thì người ta đến với bạn như thế nào, người ta đi với bạn như thế đó. Người ta đến với bạn trong lúc bạn huy hoàng, trong lúc bạn khó khăn người ta bỏ đi, trong lúc mình đang cần những người thân thiết nhất, trong lúc chúng ta đang cần một bờ vai. Cho dù bạn là người mạnh mẽ như thế nào thì cũng đến lúc mà bạn cần một bờ vai để tựa vô. Thì trong lúc mà mình khó khăn nhất mình lại cần cái bờ vai đó, thì cái người mà ở với bạn lúc khó khăn nhất là người vợ, người đồng hành với bạn lâu dài. Thì vẫn khuyên các bạn là nếu có kiếm người thì cái này thì đa số ông trời em sắp đặt cho mình rồi, mình khó sắp đặt lắm, mình đừng có đi tìm, nó tự tìm mình thôi. Thì như bà xã của Vương thì tự nhiên khi không vô nhà thuê nhà thôi chứ có quen biết gì đâu. Tự nhiên vô bao nhiêu cái tiệm nail để mà hỏi thuê phòng, tự nhiên đi 2-3 tiệm mà mới tiệm của bà dì của Vương nói ok thôi, tiệm nhà này còn phòng. Thì vô phòng mới vô tình gặp đó, thì là ông trời đưa đến. Thì những cái duyên nhiều khi mình sống như thế nào thì để cho những cái cơ hội như vậy, các bạn gặp được những người như vậy các bạn đừng nên bỏ qua. Cho lúc các bạn nghèo hay lúc các bạn giàu thì các bạn gặp được người như vậy thì cưới ngay và liền đó. Thì người đó cái bờ vai đó rất là ổn định ở với các bạn lâu dài. Thì Vương trả lời câu hỏi bạn là bạn làm như thế nào cũng đúng cả, nhưng mà quan trọng là chọn đúng người thôi là được. Xin hết. Không biết là Minh Đức em đã yêu chưa? Không cần mic cũng được. Em có thể trả lời alo. Không cần mic cũng được. Alo. Em cảm ơn câu trả lời của anh Vương Phạm ạ. Em cũng đã hiểu được phần nào ạ. Thế em đã yêu chưa nhỉ? Em có ạ. Vậy chúc mừng em nhé. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Minh Đức. Và xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Chúng ta đang cảm thấy là những cái câu hỏi đang ngày càng thú vị hơn đúng không ạ? Ở phía dưới thì ạ, có một bạn đang đứng ở phía dưới. Vâng ạ, mặc áo đen đây đúng không ạ? Lời đầu tiên cho em xin phép được cảm ơn thầy Vũ Trí Thành và trường cao đẳng FPT Polytechnic đã tạo điều kiện cho một buổi talk show ngày hôm nay ạ. Thì em tên là Lương Đức Hiệp, hiện em là sinh viên kỳ 6 của chuyên ngành PR và tổ chức sự kiện. Thì em muốn đặt hai câu hỏi cho anh Vương Phạm ạ. Là đầu tiên là anh Vương Phạm có chia sẻ là làm việc ở trên thị trường ngách ạ, thì làm thế nào để quảng bá thương hiệu ở trên thị trường ngách ạ? Và khi mình tìm kiếm đối tác ạ, thì mình cần cân nhắc những yếu tố nào ạ? Em xin cứ hết ạ. Thị trường ngách thì coi như các bạn tự tìm. Thì Vương cũng còn chọn đối tác như thế nào thì giống như Vương thì Vương chọn đối tác là những người mà cơ bản là Vương quan sát thấy họ thật thà trong công việc. Họ thẳng thắn, họ thật thà với mình. Nhiều khi họ nói những cái lời khó nghe, nhưng mà họ thật thà với mình. Thì đối tác của các bạn là các bạn nên tìm những cái người giống như vậy. Thì Vương không biết các bạn tìm như thế nào, nhưng đối với Vương là như vậy. Những anh em nào đồng hành với Vương thì thật thà thẳng thắn với Vương. Thì nhiều lúc những người không thật thà thì đến một ngày đó thì cũng cái kim để trong bao rồi, cũng có ngày lòi ra thôi. Thì những người nào mà thật thà đồng hành lâu dài, còn những người nào mà không thật thà thì con đường đi nó nhiều khi nó ngắn hơn. Thì Vương khuyên các bạn nên tìm những người mà thật thà để đồng hành với mình lâu dài. Một câu hỏi nữa mà bạn ấy muốn hỏi đấy là làm như thế nào để quảng bá cái thương hiệu của mình trong cái thị trường ngách ạ? Dùng như Vương, ví dụ như bây giờ Vương quảng cáo thì là Vương sẽ dùng internet để Vương quảng cáo thôi. Giống như là tùy theo, có thể câu trả lời của Vương ngày hôm nay nó đúng nhưng mà ngày mai là nó đã sai rồi. Là dùng internet, như bây giờ internet nó rất là phát triển rồi, thì mình dùng internet, dùng những cái quảng cáo Google, Facebook chạy ads
gần đây có thêm TikTok chạy ad nữa thì các bạn cứ tận dụng tối đa những cái đó. Vương thấy những cái đó là nó dễ mà nó rẻ nhất, còn những cái quảng cáo hình thức khác nhiều khi nó tốn tiền hơn. Em xin cảm ơn ạ. À, xin cảm ơn em. Một sinh viên đến từ khoa PR và tổ chức sự kiện đúng không ạ? Và xin hỏi những cánh tay vừa nãy chúng tôi thấy ạ, cũng rất nhiều ạ. Xin mời bạn đấy ạ, ngay đứng cạnh em đấy ạ. Em chào thầy, em chào anh và chào tất cả mọi người đang có mặt ở trường quận ở hội trường ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Đức, đang học kỳ 3 ngành thương mại điện tử ạ. Thì hiện tại thì em đã có tích lũy được một số vốn nho nhỏ ấy và có ý định kinh doanh qua sàn thương mại điện tử eBay. Thì tình cờ hôm nay nghe được là anh đã từng có kinh nghiệm làm việc này rồi thì em muốn xin anh lời khuyên và kinh nghiệm ạ. Kinh nghiệm của Vương thì giờ nó hơi lỗi thời rồi, tại vì Vương đã ngừng bán hàng online cách đây cũng chắc cũng 10 năm rồi. Nhưng mà có một thứ Vương nghĩ là bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi, là bạn làm gì thì bạn cũng giữ cái feedback của mình cho tốt. Như cái uy tín ở eBay họ đánh giá bằng cái feedback tốt, có thể bạn bán chậm nhưng mà từ từ khi mà feedback của bạn nó càng ngày càng ngày càng tốt lên thì eBay hay bất kể những cái sàn nào thì nó đều tăng uy tín của bạn lên, thì bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn. Thì cái lúc mà mình giao hàng thì Vương, khi mà Vương bán hàng thì có một thứ này Vương luôn luôn làm, là nghĩa là khi mà khách hàng đã mua một món hàng mà không hài lòng là Vương cho họ trả lại miễn phí, coi như là Vương cho họ trả là Vương trả hết tiền, thậm chí Vương còn chịu cả cái tiền shipping cho họ nữa, tiền vận chuyển Vương chịu hết luôn. Thì ngay cả bây giờ Vương làm Vương bán software thì Vương cũng có một cái điều, anh chị mua software của Vương xài 90 ngày anh chị cảm thấy không hài lòng không có gì hết, Vương móc hết tiền trả tiền lại khỏi nói nhiều. Thì cái đó nó khó làm, nó không phải dễ, nhưng mà nếu như bạn làm được những cái đó thì khó khăn nhưng mà từ từ uy tín bạn nó tăng lên thì bạn sẽ càng phát triển. Thì đó, Vương xin hết vậy thôi. Vâng, em cảm ơn lời khuyên của anh ạ. Cảm ơn Đức và chúc em sẽ thành công nhé. Tiếp theo ạ. Người ạ, xin mời ạ. Em chào thầy, chào anh. Đầu tiên là em cảm ơn thầy Thành đã cho em, bọn em có cơ hội được gặp anh Vương và các anh chị ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàn, em là sinh viên của MIT Greenwich, hôm nay em sang đây. Thì trước khi em muốn đặt câu hỏi thì em muốn chia sẻ một chút cái câu chuyện của em là trước đây em từng làm trong một ông anh em thì mở công ty kiểu agency và các dịch vụ quảng cáo ấy. Thì lúc mới mở thì một thời gian thì Covid thì ông anh có hai văn phòng, một văn phòng ở trong Sài Gòn, một văn phòng Hà Nội, thì ông phải bắt buộc phải đóng một văn phòng Hà Nội và em phải nghỉ việc. Nên là xin phép trong lúc đấy thì em nhớ là em có xem một video của chị Ly, và chị Ly có nói là lúc chị mới đi phỏng vấn chị gặp anh thì cũng bình thường thôi, thì cũng mới gặp anh và cũng kiểu anh mới lập công ty ạ. Thì nuôi thì chị xin vào và chị làm được đến bây giờ thì xin phép thầy, xin phép em Vương, nhưng mà câu hỏi của em muốn đặt cho chị Ly Lê ạ. Rồi, quá hay. Rồi. Vâng ạ. Em cứ gửi câu hỏi đi. Em muốn hỏi chị là cái suy nghĩ của chị khi mà làm của một công ty thì nên làm cho mình, nên gắn bó một công ty khi mà họ mới thành lập, hoặc là gắn bó với các công ty startup, hay là lên làm cho những công ty mà họ đã phát triển rồi, ví dụ như FPT chẳng hạn. Chị suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Chắc là trước khi trả lời là mời chị Ly lên trên này. Đó. Thầy giới thiệu thêm cho các em nhé. Chị Ly ấy, thực ra là cô Ly, vì cô chính là cựu giảng viên tiếng Anh của trường chúng ta tại cơ sở Hà Nội. Chúng ta tri ân một người giảng viên. Em chào cô ạ. Em chào cô. Bây giờ thầy nói thì em mới biết là cô là cựu giảng viên của trường mình. Rồi, xin mời chị Ly trả lời. Thôi chắc là xưng chị. Giờ thì chị không còn dạy ở trường FPT nữa, nhưng mà FPT cũng là một trong những công ty đầu tiên, trường đại học FPT, trường FPT Polytechnic là một trong những công ty đầu tiên mà chị làm việc. Thì cũng thay luôn câu trả lời của em luôn á, thì chị cũng có, khi ra trường thì chị cũng, trong lúc mình học thì mình cũng ước mơ là mình làm ở những công ty lớn, những công ty bài bản, mình được
tiếp xúc với những cái công nghệ hay là những cái cách làm việc mà chuyên nghiệp nhất có thể. Thì chị cũng bắt đầu như thế. Thế nhưng mà khi mà làm, khi mà sang Mỹ á, thì chị bắt đầu ở công ty của Vương, thì chị cũng mang cái vẫn cái tinh thần như thế lúc đầu. Thì là công ty là làm việc thì công ty lớn thì làm việc thì sẽ có quy trình từ người này sang người kia phải như thế nào, một cái việc đưa ra thì nó phải bài bản như thế nào thì mới thực hiện được cái công việc đấy. Thế nhưng mà chị thấy sau đấy thì chị cũng học được rất là nhiều thứ khác ở những công ty startup, như lúc đấy công ty của Vương lúc đấy cũng vẫn chắc là vẫn được coi là startup đúng không? Có 4-5 người nhân viên thì gọi là startup không thì thì chị thấy là thật ra cái việc lựa chọn ở công ty nào ấy, thì mình cũng đều học được những cái tốt ở công ty đấy cả thôi. Chỉ có điều là mình không được ảnh hưởng từ cái công ty cũ của mình, mang cái cách làm việc, hoặc là đừng nên bị ảnh hưởng để mang sang công ty mới, sang công ty mình bắt đầu ở công ty lớn hay là công ty nhỏ thì mình cũng bắt đầu từ con số 0. Mình có là sinh viên mới ra trường hay là em có bằng cấp hay là em có 10 năm kinh nghiệm, thì khi vào một công ty lớn hay một công ty nhỏ thì cũng nên bắt đầu từ những vị trí thấp. Không phải là vị trí thấp mà ý của chị là từ những cái công việc nhỏ nhất. Em sẵn sàng em làm đi photo, đi rót nước hay là gì đấy thì em nên như thế, chị nghĩ là như vậy. Thì không quan trọng, chị nghĩ là không quan trọng cái việc em tham gia mới ra trường em làm ở một cái công ty lớn hay là em làm một công ty nhỏ. Quan trọng là cái tinh thần của mình á, mình chịu khó học hỏi và bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất thôi. Em cảm ơn câu hỏi của cô. Cảm ơn em và cảm ơn chị Ly rất nhiều vì, và cũng rất là có duyên khi ngày hôm nay có thể gặp lại giảng viên. Thầy cũng xin gửi lời cảm ơn nữa là cô Ly chính là người kết nối với thầy để có thể mời Vương Phạm đến nói chuyện với chúng ta. Xin các bạn cho tràng pháo tay cho cô Ly. Vâng, cảm ơn cô Ly rất nhiều. Vâng ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành một ít phút nữa thôi để gửi đến những cái cơ hội cho các bạn đặt câu hỏi cho hai vị diễn giả của chúng ta. Và hãy nhanh chóng tận dụng nó nhé. Rồi, xin mời bạn mặc áo trắng đấy. Đầu tiên thì cho em xin chào thầy cô và các bạn đang ở trong hội trường ngày hôm nay. Em xin chào anh Vương Phạm. Em có một câu hỏi dành cho anh là anh thể cho biết là những cái thuận lợi và khó khăn khi anh bán sản phẩm của mình, quảng bá sản phẩm của mình cho những cho người Mỹ hoặc những người châu Âu lúc anh khởi nghiệp đúng không? Good question. Giờ lâu quá quên rồi. Giờ lâu quá, giờ nhớ là chuyện 15 năm về trước, nghe nó khó quá. Không biết, Vương cũng không nhớ hồi nhỏ Vương tập đi như thế nào. Giờ hỏi là hồi nhỏ Vương tập đi như thế nào sao Vương nhớ được. Thì nó cũng tương tự vậy thôi. Thì nhưng mà Vương nghĩ một cái điều thôi thì các bạn làm marketing thì các bạn nên tìm sự khác biệt. Giống như cũng là một cái sản phẩm đó, cũng 10 người bán như mình, thì mình phải làm sao để mình có được cái sự khác biệt. Thì mình có sự khác biệt là ngoài những cái khẳng định sản phẩm của mình tốt ra thì mình phải có cái sự đảm bảo phía sau lưng đó. Như Vương thì nãy Vương có chia sẻ với các bạn là như bạn bán hàng, các bạn nói, tôi cam đoan sản phẩm tôi tốt, mua không tốt tôi sẵn sàng trả tiền lại miễn phí tiền shipping luôn. Rồi hay là mua software của tôi đi, xài không thích thì tôi trả tiền lại. Thì những cái cam kết đó thì Vương nghĩ Vương lúc nào cũng xài cái cam kết đó. Tại vì khi mình đã cam kết thì mình phải thực hiện. Thì khi mình thực hiện cái đó rồi thì mình mới phải cố gắng làm sao để người ta trả lại ít thôi, người ta trả lại nhiều quá mình phá sản làm sao. Đó thì đó là chia sẻ thật lòng của Vương. Đấy. Em có một câu hỏi nữa dành cho anh là anh thể cho biết là nếu ví dụ như em đang là sinh viên kỳ 6 của ngành digital marketing ấy, thì sau này mình ra trường thì mình nên làm ở một công ty nhỏ để mình phát triển bản thân, hay là mình sẽ vào một công ty lớn như ví dụ như tập đoàn FPT chẳng hạn để mình có thể tham khảo những vị trí khác nhau để tìm kiếm những vị trí phù hợp dành cho mình, đúng không? Tại vì Vương là người cũng chưa đi làm cho ai ngoài cái quán phở mà Vương bưng, cho nên là Vương cũng Vương không có trải qua những cái ngày tháng, cái cảm xúc của một cái người đi làm, cho nên cái này là Vương không biết trả lời như thế nào cả. Bạn thông cảm. Rồi. Vâng, cũng giống như chị Ly vừa chia sẻ đấy ạ, đấy là không quan trọng miễn sao là chúng ta sẵn sàng làm từ việc nhỏ đúng không ạ? Và đấy cũng là một cái lời giải đáp mà tôi nghĩ là sẽ rất là phù hợp với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn.
Vâng ạ. Và có lẽ là chúng ta cũng đã đến với những giây cuối cùng của buổi talk show ngày hôm nay. Và em tin là còn rất nhiều những câu hỏi nữa muốn gửi tới cho hai vị diễn giả. Tuy nhiên thì thời điểm này thì cũng rất là hạn chế về thời gian rồi. Và để có thể tạo ra được một cái kết trọn vẹn nhất cho talk show và đặc biệt là phần tương tác này, thì em cũng rất muốn là thầy Thành và anh Vương có thể gửi một cái lời khuyên, một lời động viên hoặc là một điều gì đấy để... Cho phép Vương nói trước để cho thầy Thành kết thúc nha. Thì như Vương hồi nãy, Vương chỉ lặp lại những gì Vương nói thôi. Là Vương nói là các bạn, thứ nhất các bạn đang học trong cái ngành công nghệ thông tin, là cái ngành đang rất là phát triển. Công nghệ thông tin, digital marketing là những cái ngành đang rất là phát triển trong tương lai. Trong hiện tại và trong tương lai, ngay cả những công ty như Vương đi ra tuyển người thì cần cái nguồn nhân lực, cần các bạn có nguồn năng lực rất là nhiều. Mà trong ngành này đòi hỏi các bạn học trong trường rồi các bạn cập nhật thêm nữa. Thì ngày hôm nay thì Vương cũng nói lên lại cái sự cảm nhận của mình về cái ngôi trường FPT này. FPT là một cái công ty mà Vương lúc nào Vương cũng nhìn lên đàn anh FPT để mình phấn đấu để một ngày nào đó được như đàn anh. Thì khi mà Vương nhìn thấy FPT thì hồi xưa nhìn từ ngoài nhìn vô, bây giờ thì được từ trong nhìn ra, cảm nhận được cái tấm lòng của thầy cô. Những người thầy, người cô ở đây có cái tấm lòng là rất là trăn trở để cho các bạn khi mà ra trường là có được việc làm, luôn luôn hướng nghiệp cho các bạn. Thì Vương chỉ nhắc lại một lần nữa là các bạn đã chọn đúng những ngôi trường, đúng ngành nghề. Xin Vương xin hết. Không phải là một lời khuyên, mà thầy thấy rằng là trải nghiệm qua trong cuộc sống thì thấy rằng là khi mình sống cuộc sống thì phải sống cuộc sống đấy có ý nghĩa. Và cuộc sống ý nghĩa thì thầy mới nhận được một thông điệp từ một người thầy của thầy thôi, cũng rất là nổi tiếng. Thì cái cuộc sống đó có nghĩa là bạn thích cái gì, bạn hạnh phúc đúng không? Có nghĩa là bạn làm nhiều hơn cái bạn thích. Cái điều thứ hai, đó là cái điều bạn làm nó phải phù hợp với cái năng lực hoặc cái thế mạnh của bạn. Đó. Và cái thứ ba là khi mà bạn làm cái điều đó thì bạn phải đi cùng một đội nhóm và bạn được nhận được cái sự hỗ trợ tối đa của đội nhóm đấy, về có thể về mặt sức lực, về mặt tinh thần, tiền bạc, hay đơn giản chỉ là những lời động viên thôi. Thì có ba thứ đó thì cuộc sống các bạn sẽ trở nên ý nghĩa. Và ngồi nghĩ một lúc thì thầy thấy rằng là thế nào là hạnh phúc. Thì hạnh phúc có nghĩa là bản thân mình hạnh phúc và mình làm cho nhiều người hạnh phúc. Thì thầy tin rằng là những cái diễn giả tuyệt vời như là Vương Phạm ở đây, cùng rất nhiều các nghệ sĩ khác, họ đã truyền đến cái cảm hứng, giúp cho các em có cái động lực hướng tới một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và khi mà các em hạnh phúc thì có nghĩa là thầy giúp được nhiều người hạnh phúc thì thầy rất là hạnh phúc. Và rất là cảm ơn các em đã ở đến tận cuối của buổi này, talk show này, để cùng nghe những cái chia sẻ rất là tuyệt vời từ Vương Phạm. Và cũng thay mặt nhà trường là cảm ơn Vương Phạm và chúc cho bạn sẽ có thành công hơn và nhưng mà lại làm cho gia đình mình hạnh phúc hơn. Và nếu có duyên thì những bạn sinh viên FPT Polytechnic thì chắc chắn là sẽ là những người đồng hành, mà theo như Vương nói là những con người rất là đơn giản, giản dị, và chắc chắn là có thể là một nơi mà Vương có thể tin được. Xin cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn anh Vương, là một người đã truyền tải rất nhiều năng lượng và cả những cái động lực cho các bạn sinh viên để sẵn sàng có thể bước ra bên ngoài, thử thách bản thân mình. Và rất là cảm ơn thầy Thành không chỉ là một speaker trong ngày hôm nay mà còn là một người kết nối, và cũng rất là cảm ơn chị Vi đã cùng đồng hành và mang lại rất nhiều những cái giá trị trong ngày hôm nay. Và có lẽ là để thay cho những lời cảm ơn của của nhà trường đến với anh Vương, thì ngày hôm nay đại diện nhà trường cũng sẽ có một món quà để thay cho lời cảm ơn với tất cả những cái giá trị mà ngày hôm nay anh đã trao tặng cho các bạn sinh viên. Và ngay bây giờ thì xin được mời đại diện nhà trường, thầy Vũ Trí Thành sẽ gửi những bó hoa tươi thắm và những món quà để cảm ơn cho anh Vương. Một tràng pháo tay cho hai vị diễn giả của chúng ta được không ạ? Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị diễn giả đã mang lại rất nhiều những thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai anh rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn. Và xin được mời hai anh có thể an tọa đúng không ạ? Khi mà chúng ta kết thúc thì tôi cũng muốn đặt một câu hỏi cho các bạn ạ. Các bạn biết khi mà nhắc về cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 thì chúng ta nhắc về yếu tố gì không ạ? Là gì ạ? Nước, hơi nước, chính xác. Cách mạng công nghiệp 2.0 là gì ạ? Là điện. 3.0 là gì ạ? Là Internet. Còn 4.0 là gì ạ? Sẽ thật là khó nếu như gọi một yếu tố cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thời điểm mà chúng ta đang sống. Nó có thể là blockchain, là AI, là machine learning hay là AI. Rất nhiều các yếu tố, rất nhiều các nền tảng khác nhau. Điều đó minh chứng một điều rằng khởi nghiệp trong công nghệ nó là một cái cánh cửa rất lớn cho chúng ta. Nó chỉ nhỏ hẹp cho những người không đủ khát khao mà thôi. Và chúng tôi mong muốn và chúc các bạn sẽ có được một khát khao của riêng mình và thành công với khát khao đó, có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành cùng với chúng tôi. Và hãy tin tưởng rằng FPT Polytechnic luôn sẵn lòng đồng hành cùng các bạn. Cảm ơn tất cả chúng ta đã tạo ra một bữa tiệc thật là tuyệt vời trong ngày hôm nay với rất nhiều các tinh thần. Một lần nữa cảm ơn tất cả các diễn giả, các thầy cô và đặc biệt là các bạn sinh viên đã cùng với chúng tôi đồng hành trong talk show ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Và để tạo ra một kết thúc trọn vẹn nhất cho ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin được mời tất cả quý thầy cô, các vị khách quý cùng với tất cả các bạn sinh viên có thể bước lên sân khấu và chụp một tấm hình kỷ niệm. Xin mời.